Kiếm tiền thời khủng hoảng, chương 19, gối cứu trợ lớn. Sau một cuộc họp kín của nhóm bảo vệ khỏi sự sụt giảm, bao gồm Tổng thống, Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang và Chủ tịch SEC, ba giám đốc hiện tại hoặc trước đây của phố Wall được mời tham dự gồm CEO của HarryJones, CEO của Metrobank và Paul E. Johnston, Chủ tịch của Secor. Bộ trưởng Tài chính là người chủ trì cuộc họp. Bộ trưởng Tài chính: Thưa các quý vị, chúng ta đã đi đến một bước ngoặt lớn. Thị trường cổ phiếu đang sụt giảm và tất cả những nỗ lực chúng ta đã thực hiện để kết thúc nền kinh tế đều thất bại. Chúng ta đã thực hiện cắt giảm thuế. Tuy nhiên, việc làm này cũng không có mấy tác dụng. Cục Dự trữ Liên bang đã giảm tỷ lệ lãi suất xuống bằng không, nhưng cả hành động này cũng thất bại. Mỉa mai thay, các nhà kinh tế của chúng ta vẫn tiếp tục nói rằng hầu hết các yếu tố cơ bản đều chỉ ra một sự phục hồi mạnh. Chúng ta có mức lạm phát và tỷ lệ lãi suất thấp nhất trong hàng thập kỷ. Chúng ta đã tăng thêm nhiều khả năng thanh toán bằng tiền mặt cho hệ thống ngân hàng hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong 30 năm qua. Nhưng cho dù có những đợt tăng mạnh, thị trường cổ phiếu vẫn tiếp tục suy giảm. Tuy nhiên, điều mà hầu hết mọi người không nhận ra và là mối đe dọa lớn hơn lại không phải là thị trường cổ phiếu mà là thị trường trái phiếu và cuối cùng chính là đồng đô la. Tuy nhiên, lúc này hãy để tôi tập trung sự chú ý của các vị vào ảnh hưởng của thị trường cổ phiếu tới nền kinh tế. Tất cả chúng ta đều nhớ rằng vài năm trước đây, hàng triệu người Mỹ mở bảng kê tài khoản môi giới của mình, đột nhiên cảm thấy giàu có và sử dụng các khoản lợi nhuận trên giấy của mình vào bất động sản, xe hơi, đồ dùng công nghệ cao và nhiều thứ khác nữa. Người tiêu dùng là trụ cột sức mạnh cuối cùng của nền kinh tế. Giờ đây, hầu hết họ thậm chí còn chẳng buồn mở bảng kê tài khoản môi giới nữa và e rằng cho dù họ vẫn đang tạm thời mua vào, nhưng chẳng mấy chốc họ cũng có thể đột ngột rút. Điều lo ngại của chúng ta ở đây là việc giảm giá trị đối với danh mục cổ phiếu có thể khiến họ thấy sợ hãi và rút cột trụ cuối cùng đó ra khỏi quốc gia. Đó là tia hy vọng hồi phục cuối cùng. Thực tế, nhiều việc làm đã bị mất. Giá trị thuần hộ gia đình đã giảm 1.400 tỷ đô la trong quý gần đây nhất. Người Mỹ đang nghèo đi. Do vậy, hôm nay chúng ta phải đương đầu với hàng loạt các câu hỏi cấp thiết và chưa từng có tiền lệ. Chúng ta có đang thật sự ở trong tình trạng khẩn cấp về tài chính không? Liệu đã đến lúc cần phải tuyên bố cuộc chiến chống lại thị trường cổ phiếu hỗn loạn và nền kinh tế yếu kém hay chưa? Nếu câu trả lời là có, thì câu hỏi tiếp theo là liệu chúng ta có thể không sử dụng các công cụ truyền thống không? Hay chúng ta buộc phải dùng các vũ khí phi truyền thống? Cụ thể là chúng ta có nên bỏ qua các quy trình hoạt động theo chuẩn và trực tiếp rót các quỹ chung vào các tiền của các tập đoàn lớn của Mỹ thông qua việc mua trực tiếp chứng khoán của họ không? Chúng ta có nên mua cổ phiếu để đẩy chỉ số Dow Jones không? Chủ tịch Fed: Tôi cho rằng đây không phải là một tình trạng khẩn cấp. Chúng ta có các vụ phá sản, nhưng điều đó không hề mới. Chúng ta có các cổ phiếu và trái phiếu đang giảm giá. Điều đó cũng xảy ra nhiều lần trước đây. Mặc dù chưa nói chuyện với các thành viên ủy ban hoặc các thành viên của FOMC, viết tắt của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, trong vài ngày qua, nhưng tôi vẫn biết chắc chắn họ sẽ nói điều gì nếu có mặt ở đây ngày hôm nay. Bộ trưởng Tài chính: Điều gì vậy? Chủ tịch Fed: Có thể sẽ có một số bất đồng ý kiến liên quan đến câu hỏi trước, liệu đây là tình trạng khẩn cấp hay chưa? Tuy nhiên, có thể cũng sẽ không có sự bất đồng nào về cơ chế tốt nhất để phản ánh lại bất kỳ sự khẩn cấp nào. Họ có thể cứng rắn thúc giục tất cả các quỹ cần được rót qua các kênh tiêu chuẩn của Fed và cụ thể là qua hệ thống ngân hàng. Họ sẽ lạnh lùng cảnh báo chống lại bất kỳ cố gắng nào nhằm bỏ qua hệ thống ngân hàng để mua cổ phiếu phổ thông. Các động thái cực đoan đó có thể được xem là vừa không cần thiết lại vừa nguy hiểm. Tổng thống: Nguy hiểm như thế nào? Chủ tịch Fed: Để minh họa cho các mối nguy hiểm, tôi sẽ đưa ngài trở lại nước Nhật vào thời điểm giữa tháng 9 năm 2002. Đó là khi có thông báo rằng Ngân hàng Nhật Bản sắp mua các cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo nhằm thúc đẩy thị trường và giúp hỗ trợ danh mục cổ phiếu của các ngân hàng Nhật Bản đang bên bờ vực phá sản. Chỉ số Nikkei tăng khá, nhưng chỉ vài ngày sau, thứ Sáu ngày 20 tháng 9, thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản đã sụt giảm. Đây thật sự là lần đầu tiên họ không thể tìm đủ các nhà tham gia đấu giá trái phiếu của họ. Đợt đấu giá trái phiếu chính phủ của nền kinh tế quyền lực thứ hai trên thế giới đã bị thất bại. Các nhà đầu tư trái phiếu Nhật Bản đã thực hiện một cuộc biểu tình. Các nhà đầu tư ở Nhật và trên thế giới đã quyết định rằng họ không muốn có một chính phủ sắp dùng số tiền đó để mua các cổ phiếu đang sụt giảm vay thêm. Gần một tuần sau, ngày 26 tháng 9 năm 2002, tất cả thị trường cổ phiếu đã phục hồi vì thông báo trước đó của chính phủ không còn nữa. Thưa quý vị, các vị có nhận ra điều đó có liên quan như thế nào và đáng ngại như thế nào không? Tôi nhắc lại, nền kinh tế có quyền lực lớn thứ hai thế giới không thể tìm đủ người mua trái phiếu chính phủ của họ. Hãy thận trọng. Nếu hôm nay các vị yêu cầu chúng tôi hành động giống như vậy, nếu tôi và các thành viên khác chỉ thị cho Cục Dự trữ Liên bang tại New York và mua vào các cổ phiếu phổ thông thay mặt cho chính phủ Mỹ, thì chúng tôi chắc chắn sẽ phải đối mặt với một số phận giống như vậy mà thôi. Đây là lý do tại sao về cơ bản tôi lại phản đối sự can thiệp trực tiếp, và tại sao tôi đề xuất rằng trước tiên chúng ta phải tìm cách xác định các nguyên nhân ẩn chứa của sự suy giảm thị trường và sau đó cân nhắc về sự can thiệp, nhưng chỉ thông qua các kênh truyền thống. Các CEO của HarryJones và Metrobank thì thầm phản đối và lắc đầu. Họ thấy không còn thời gian nghiên cứu. Họ cho rằng thậm chí còn không có đủ thời gian để bơm tiền qua các kênh thông thường. Thay vào đó, một sự can thiệp trực tiếp trên quy mô lớn của chính phủ chính là điều họ thỉnh cầu lúc này. Metrobank, với tất cả sự kính trọng của tôi, thưa ngài chủ tịch, tôi nghi ngờ về sự liên quan giữa tình trạng của chúng ta và trải nghiệm của Nhật Bản mà ngài vừa mô tả với chúng tôi. Nhật Bản đã trải qua 12 năm suy thoái, chúng ta thì không. Các ngân hàng của họ ở trong tình trạng rối ren, còn các ngân hàng của chúng ta thì không. Bên cạnh đó, chúng tôi đã biết được điều gì khiến thị trường suy giảm. Đó là vì sự suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư. Củng cố lại niềm tin của các nhà đầu tư, hai chính phủ Mỹ đầy quyền lực ngậm số tiền của mình lại để bắt đầu mua cổ phiếu. Cách nào tốt hơn? Chúng ta có quyền lực, chúng ta có nguồn lực. Nếu có lúc nào đó, khoảnh khắc nào đó trong lịch sử để có thể thực hiện quyền lực đó một cách khôn ngoan, thì đó chính là lúc này. Chúng ta đang phải đối mặt với khoản lỗ 6.000 tỷ đô la trong tổng giá trị các cổ phiếu niêm yết trên sàn Nasdaq, cộng thêm khoản lỗ 4.500 tỷ đô la nữa đối với các cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York, tổng cộng là 10.500 tỷ đô la. Đây chính là thứ làm xói mòn niềm tin vào thị trường cổ phiếu. Đây chính là thứ gặm mòn nền kinh tế. Bây giờ hãy thử xem xét kết quả cuối cùng nếu điều này còn tiếp tục xảy ra. Có lẽ sẽ là một sự suy giảm sâu hơn, thậm chí là suy thoái, một mức thâm hụt ngân sách ngoài tầm kiểm soát, có thể cộng thêm cả, tôi dám nói rằng, có thể cả các vụ tan chảy trong các thị trường tài chính khác. Liệu chúng ta có sẵn sàng chịu đựng tất cả các rủi ro đó không? Liệu chúng ta có sẵn sàng chịu đựng rủi ro ảnh hưởng tới quốc phòng đất nước không? Tất nhiên là không. Theo ý kiến của tôi, chúng ta không thể phí phạm thời gian nữa cho việc tìm kiếm vô nghĩa các nguyên nhân. Chúng ta phải hành động ngay lập tức. Johnston, tôi sẽ rất vui lòng nếu được biết các dự định của anh. Tuy nhiên, tôi muốn làm rõ ngay từ đầu rằng các ảnh hưởng thật sự đằng sau sự suy giảm thị trường cổ phiếu không phải như những gì anh nghĩ. Bong bóng thị trường cổ phiếu, và tôi có thể lập luận rằng cả bong bóng kinh tế nữa, phần lớn đều được xây dựng trên cơ sở lừa dối. Để hạ chúng xuống, anh không cần một sự kiện kinh tế như là suy giảm. Anh thậm chí không cần đến một sự kiện bên ngoài như một cuộc tấn công khủng bố hay chiến tranh. Tất cả những gì cần để lật đổ trò bập bên này là sự bắt buộc biểu lộ chính nó, sự thật về doanh thu, ngân sách, nền kinh tế. Khi sự thật lộ ra, dĩ nhiên sẽ có sự sa sút, nhưng nếu không khôi phục sự thật, anh sẽ không bao giờ khôi phục được niềm tin. Johnston liếc quanh phòng để xem phản ứng của mọi người thế nào, nhưng có vẻ như những nhận xét như đang rơi vào tai những kẻ điếc vậy. Vẻ ngoài đầy quyền lực của Enron đã ngụy trang cho một loạt lời nói dối của nó. Ngay khi vẻ ngoài này hạ xuống, quyền lực của nó cũng biến mất chỉ trong giây lát. Vẻ ngoài đầy quyền lực của Workhome thậm chí còn che giấu một loạt những lời nói dối lớn hơn. Cuối cùng, khi sự thật được làm sáng tỏ, quyền lực của họ cũng tan biến. Bây giờ tôi xin hỏi, bao nhiêu phần trong ngân sách liên bang được che đậy bằng những mánh khóe kế toán kiểu Enron? Bao nhiêu phần trong nền kinh tế được hỗ trợ bằng các cột trống đó? Bộ trưởng Tài chính: tất cả chúng ta đều biết về khoản khai quá 3 tỷ đô la trong doanh thu của Workhome. Chúng ta biết khá rõ rằng khoản tiền 3 tỷ đô la đó là vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử các doanh nghiệp của nước Mỹ. Nhưng các nhà điều tiết cũng đã thực hiện các bước vững chắc để ngăn ngừa điều đó trong tương lai. Ý anh là gì? Johnston: xin thứ lỗi khi tôi phải đính chính lại con số này, nhưng khoản gian lận 3 tỷ đô la được phát hiện lúc đầu chẳng mấy chốc trở thành 4 tỷ đô la, 7 tỷ đô la, rồi gần 9 tỷ đô la và vẫn đang tăng cao. Mỗi dấu vết lại dẫn đến việc phát hiện ra những hành vi phạm pháp ngày càng nghiêm trọng hơn. Ý tôi là đây cũng là thứ mà chúng ta đang phát hiện ra ở quy mô lớn hơn, trong hệ thống kế toán của các cơ quan chính phủ, trong nền kinh tế, trong ngành bảo hiểm và ngân hàng. Chúng ta mới chỉ chạm vào phần nổi của tảng băng trôi, vẫn còn vô số những khám phá khác ở phía trước. Tất cả chúng ta đều biết rằng mình đang sống trong một thế giới không hoàn hảo. Chúng ta chấp nhận sự thật rằng sẽ luôn có những con sâu làm trầu nồi canh, nhưng đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là tất cả các hành vi phạm pháp đó đã và đang được coi là hoàn toàn hợp pháp, và trong lĩnh vực đó các mánh khóe đang lan tràn. Nếu nó hợp pháp, có nghĩa là hầu hết các công ty ở Mỹ đều có cơ hội lợi dụng nó. Đó là một trong các lý do chính khiến thị trường cổ phiếu đang sụt giảm, đồng thời cũng là lý do tại sao 10.500 tỷ đô la biến mất. Tổng thống: điều mà tôi chưa hiểu là chúng đi đâu? Tất cả số tiền đó đã đi đâu? Có phải chúng rơi vào bất động sản? Có phải chúng rơi vào trái phiếu? Hay chúng được đưa ra nước ngoài? Johnston: thật sự thì tôi nghĩ số tiền đó hầu như không đi đâu cả. Tổng thống: cái gì? Tại sao lại không? Johnston: vì nó chưa bao giờ có. Số tiền đó phần lớn là tưởng tượng, là bong bóng. Một khoản tiền lớn, cổ phiếu Internet, cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu viễn thông và thậm chí nhiều cổ phiếu công nghiệp khác nữa đều không có thật, không phải là các tài sản hoặc lợi nhuận thực, hoặc thường là thậm chí doanh thu đằng sau chúng. Chúng ta có các cổ phiếu đang được bán gấp 3 hoặc 400 lần doanh thu. Không phải 3 đến 400 lần khoản lãi nhé, mà là doanh thu. Nhiều công ty trong số này không có bất kỳ khoản lãi nào, nhưng chúng vẫn được tung hô là những công ty lớn dẫn đầu nền kinh tế mới. Hàng triệu người Mỹ mà ngài bộ trưởng nhắc đến lúc nãy, những người từng nhìn vào bản kê tài khoản môi giới của mình và thấy các con số ngày càng lớn, thì thực chất các con số đó là gì vậy? Chúng chỉ là ảo ảnh, chúng chỉ là các khoản lãi trên giấy mà thôi. Tệ hơn, các khoản lãi trên giấy này lại được dựa trên các khoản lãi làm từ giấy bồi, được tạo ra bởi tầng tầng lớp lớp những lời nói dối. Tầng nói dối đầu tiên là các CEO, những người đã thổi phồng và xuyên tạc về các khoản lãi, che giấu các khoản lỗ, chôn vùi các khoản nợ, thường là núp dưới chiếc ô pháp lý kế toán theo GAAP. Tầng nói dối thứ hai được bổ sung từ các kiểm toán viên, những người xác nhận tầng nói dối thứ nhất với con dấu xác nhận có sức khỏe tốt. Tầng nói dối thứ ba được tạo ra từ các hãng tư vấn trên phố Wall, những người chấp nhận các con số về khoản lãi được xuyên tạc trên là cẩm nang, sau đó thổi phồng các công ty này cùng các báo cáo sai lệch dưới tiêu đề các mức đánh giá. Và đừng quên tầng nói dối thứ tư được bổ sung từ các nhân viên môi giới dựa trên phí hoa hồng và các nhà hoạch định tài chính dưới cái tên tư vấn viên. Tất cả những thứ đó chỉ là những mánh khóe bán hàng được ngụy trang mà thôi. SEC: chúng tôi đang giải quyết tất cả những vấn đề đó. Tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2002, các CEO của 691 công ty lớn tại Mỹ đã cùng ký vào sắc lệnh Ủy ban số 4-460, xác nhận độ chính xác trong các báo cáo của họ. Sau đó có thêm 237 CEO nữa ký. Đó thật sự là một chương rất đáng buồn trong lịch sử các công ty Mỹ, nhưng tôi vui lòng được thông báo rằng chương đó đã hầu như kết thúc. Johnston, xin phép cho tôi có ý kiến khác. Vẫn còn các sự lừa dối đang lan rộng gắn với các công ty con trong và ngoài nước. Vẫn còn những sự cường điệu gắn với các quỹ lương hưu của nhân viên. Vẫn còn các rủi ro không thể đo lường và các khoản lỗ tiềm ẩn dưới nhiều dạng nợ và chứng khoán khoái sinh. Hàng trăm CEO đã ký vào bản chứng nhận đó vẫn tiếp tục tham gia thực hiện các hành động sai trái đó. Hôm nay, tôi có mang theo bản trình bày về các hiểu biết được tập hợp từ một số trí óc thông minh nhất của đất nước về vấn đề các thị trường sụt giảm. Đó có thể là các kết quả và là những gì chính phủ nên làm hoặc không nên làm để ứng phó với tình trạng hiện thời. Sau khi kết thúc buổi họp, tôi sẽ gửi bản sao đến nhân viên của các vị. Bản trình bày này có tiêu đề "Các lợi ích từ khủng hoảng". Tôi xin các quý vị đừng vội phán xét, đừng giả định rằng bằng mọi giá phải ngừng lại tất cả các vụ sụt giảm và rằng phải chống lại tất cả các đợt suy thoái bất kể chi phí như thế nào. Thay vào đó, tôi muốn mời tất cả các quý vị có mặt ở đây ngày hôm nay xem xét bản báo cáo này để khám phá ra những lợi ích trong sự sụt giảm. Tổng thống, ông Johnston, tôi hiểu việc ông tham gia với chúng tôi ngày hôm nay là để đưa ra đóng góp của mình trong việc làm thế nào để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, và tôi cho rằng ông đã sẵn sàng trình bày đóng góp của mình vào mục tiêu đó. Tuy nhiên, tôi không hiểu ông có ý gì với các lợi ích của sự sụt giảm. Tôi không thấy được chúng thích hợp với mục tiêu đó như thế nào. Metrobank, thưa ngài Tổng thống, tôi nghĩ là ngài nói đúng. Chúng ta có mặt ở đây hôm nay là để tìm cách hỗ trợ thị trường, trợ vốn cho một số người chơi chủ chốt, khích lệ niềm tin của nhà đầu tư. Nhưng các mục tiêu của ngài Johnston có vẻ như đang đi lạc đề. Ông ấy nói về các lợi ích từ khủng hoảng, nhưng ngay bản thân những từ ấy đã phi lý rồi. Những lợi ích nào có thể bắt nguồn từ một sự sụt giảm? Chúng ta hãy cùng quay lại chủ đề chính đi thôi. Tổng thống, đúng, có phải chúng ta đang nói rằng bong bóng nảy sinh phần lớn là do sự sùng bái mù quáng các số liệu kế toán không? Nếu đó là vấn đề lớn của chúng ta và phần còn lại của nền kinh tế về cơ bản là vững mạnh, vậy thì chúng ta đang lo lắng về điều gì? Có phải chúng ta lo lắng rằng các cải cách của mình đến nay vẫn chưa đủ tốt? Được thôi, vậy thì chúng ta sẽ thông qua pháp lệnh về cải cách. Tôi đã ký đạo luật cải cách kế toán năm 2002 rồi đấy. Tôi sẽ vui lòng ký thêm một đạo luật cải cách khác ngay bây giờ. Mỗi lần chúng ta làm như vậy, nó sẽ giúp khôi phục thêm niềm tin. Johnston, tôi ước mọi thứ dễ dàng như vậy, nhưng những phát giác về gian lận kế toán lại chỉ là cò súng, thiết bị để làm nổ bong bóng. Trong những năm qua, chúng ta đã nhận ra một loạt rạn nứt trong nền kinh tế của mình. Đây là những vết nứt mà ít người nghĩ tới trong những thời kỳ tốt đẹp, nhưng lại là mối đe dọa bùng nổ mãnh liệt trong những thời kỳ xấu. Đầu tiên là ngân sách. Nếu ngân sách về cơ bản là dồi dào, chúng ta có thể thoải mái chi tiêu thêm một chút từ số tiền thuế. Nhưng không may, đó hoàn toàn không phải là trường hợp thực tế. Ngoài khoản thâm hụt chính thức ước tính 150 đến 200 tỷ đô la, chúng ta còn có một khoản thâm hụt ngoài báo cáo ít nhất là 600 tỷ đô la, theo số liệu về dòng tiền các quỹ của Fed. Trước mắt, Văn phòng về Quản lý và Ngân sách OMB ước tính rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với hàng trăm tỷ đô la nữa trong các khoản tăng thâm hụt trong tương lai nếu các khoản lãi của công ty và nền kinh tế vẫn tiếp tục trượt dốc. Tất cả nói lên rằng giữa những số liệu của Fed và các kịch bản tương lai của OMB, các vị có thể sẽ phải bàn thảo mỗi năm về các khoản thâm hụt vượt quá cả 1.000 tỷ đô la. Như các vị đã biết, riêng OMB cũng báo cáo rằng có thể có hàng trăm tỷ thất thoát trong toàn bộ các lỗi kế toán của nhiều ban ngành và cơ quan chính phủ. Tổng thống, điều đó có chính xác không? Bộ trưởng Tài chính, tôi e rằng có. Johnston, trong bối cảnh này, sẽ là không thể hiểu được nếu ngài có thể mua các cổ phiếu bằng tiền liên bang mà lại không làm phá hủy hoàn toàn niềm tin vốn đã đang mỏng manh của các nhà đầu tư trái phiếu. Rồi sau đó, chắc chắn ngài sẽ phải đối mặt với thất bại trong đấu giá trái phiếu như Nhật Bản đã trải qua vào tháng 9 năm 2002. Tổng thống liếc nhìn về Bộ trưởng Tài chính, người đang im lặng gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Rủi ro thứ hai mà chúng ta đã nhận ra được là thị trường chứng khoán chính phủ, thị trường phản ánh các khoản thâm hụt. Hãy nhìn lại chuỗi các sự kiện. Khi càng có nhiều công ty báo cáo tình hình lãi xấu, thì các nhà đầu tư càng muốn rời bỏ các cổ phiếu và đổ sang đầu tư trái phiếu công ty. Sau đó, khi càng nhiều công ty bắt đầu phá sản, các nhà đầu tư lại bỏ các trái phiếu công ty và đổ sang mua trái phiếu chính phủ. Lúc này, các nhà đầu tư lo lắng rằng chúng ta sẽ thực hiện chính xác những gì được đề xuất ở đây ngày hôm nay, và họ lại muốn né tránh trái phiếu chính phủ. Chúng ta đã chịu đựng nhiều sự vỡ nợ, chúng ta không thể chịu đựng thêm sự vỡ nợ trong trái phiếu chính phủ nữa. Tôi tin rằng mọi người vẫn nhớ điều gì đã xảy ra vào năm 1980. Bộ trưởng Tài chính, nhưng đó là giai đoạn lạm phát mà, giai đoạn bất lợi đối với trái phiếu, còn đây lại là giai đoạn giảm phát, giai đoạn tốt cho trái phiếu. Johnston, nhưng nếu những người nắm giữ các chứng khoán chính phủ cần tiền mặt hoặc lo sợ vỡ nợ, họ sẽ bán ra bất kể lạm phát hay giảm phát. Nhân tố rủi ro thứ ba là đồng đô la. Đồng đô la đã tăng giá trong nhiều năm rồi, vì vậy người ta luôn giả định rằng đồng đô la mạnh và không có rủi ro nào, đúng không? Các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ gần 1.000 tỷ đô la trong kho bạc và chứng khoán hãng. Họ nắm giữ 2.900 tỷ đô la các cổ phiếu Mỹ. Ngoài ra, họ còn nắm giữ 8.000 tỷ đô la các tài sản khác ở Mỹ. Họ là chủ sở hữu lớn nhất trong hầu hết các danh mục tài sản của chúng ta, lớn hơn cả các ngân hàng, các nhà bảo hiểm nội địa hoặc bất kỳ khu vực nội địa nào khác. Nếu ngài làm bất kỳ điều gì, phá hủy hoàn toàn niềm tin của họ, nếu ngài làm họ hoảng sợ theo bất cứ cách nào, thì hãy coi chừng điều dưới đây. Rủi ro của sự giảm giá đồng đô la. Tổng thống, căn cứ vào việc đồng đô la đang rất cao như vậy, chúng ta vẫn không thể để cho nó giảm một chút sao? Đây có thật sự là một rủi ro phổ biến không? Bộ trưởng Tài chính, ông Johnston cũng có lý của ông ấy. Hãy nhớ lại hồi năm 2002, kỳ nghỉ cuối tuần cuối cùng của tháng 9. Ngài còn nhớ chứ, các cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế ở DC mà chúng ta đã tham dự. Các chuyên gia của họ đã nói những gì? Các chuyên gia của chúng ta đã nói gì? Tất cả bọn họ đều nói một thứ giống nhau. Bọn họ nói rằng mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu không phải là Argentina hay Brazil, mà là chúng ta. Đó là rủi ro về một cuộc suy thoái của Mỹ sẽ kéo toàn bộ thế giới xuống. Một thế giới đang ở bên bờ vực thẳm, bắt đầu sụp đổ ở một số khu vực và lĩnh vực rồi. Đó là rủi ro về sự sụt giảm của đồng đô la do các khoản thâm hụt thương mại của chúng ta, sự dựa dẫm vào vốn nước ngoài của chúng ta. Đó là rủi ro từ thị trường tài chính của chúng ta. Nguồn gốc của hầu hết số vốn thế giới có thể sẽ cạn kiệt. Nghĩ theo cách này, ngay tại nước Mỹ, đối với những người dân thường trú, có những điều chúng ta đã làm và có thể làm để tác động đến hành vi đầu tư của họ. Chúng ta tăng thêm tiền trong túi họ bằng cách cắt giảm thuế để họ có thể chi tiêu nhiều hơn hoặc mua thêm nhiều cổ phiếu và trái phiếu hơn. Chúng ta hạ tỷ lệ lãi suất để họ có thể tái cơ cấu các khoản thế chấp của mình, rút thêm tiền mặt ra khỏi số vốn nhà ở và có thể sử dụng một số tiền trong đó để mua tiếp các cổ phiếu và trái phiếu. Nếu các công cụ này không có tác dụng ở đây, hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra đối với các nhà đầu tư nước ngoài có sở hữu các tài sản Mỹ. Chúng ta thậm chí chưa từng có các công cụ ảnh hưởng như vậy đối với họ. Nếu họ bắt đầu bán, chúng ta hoàn toàn không thể làm gì được. Điều đó có thể khiến thị trường cổ phiếu của chúng ta chống chết, và tệ hơn là cả thị trường trái phiếu nữa. Johnston, cảm ơn ngài bộ trưởng. Rủi ro thứ tư chúng ta đã nhận ra là bất động sản. Tôi lại quay lại câu hỏi lúc nãy, tất cả số tiền từ thị trường cổ phiếu đã đi đâu? Vâng, về mặt nào đó thì rất nhiều người nói rằng đa phần số tiền đó đi vào bất động sản. Điều này chỉ đúng một phần. Nguồn tiền chính cho bất động sản lại thường là từ nợ thế chấp, và hiện nay chúng ta có mức nợ thế chấp lên tới 6.000 tỷ đô la, nhưng nó không tăng thêm nữa. Lúc này, khi lĩnh vực này đang yếu đi, và nếu nó vẫn tiếp tục như vậy thì ngài có thể sẽ phải chào tạm biệt sự phục hồi. Thay vào đó, hãy đón chào sự suy giảm kinh niên, có lẽ thậm chí cả sự suy thoái. Còn có loại rủi ro thứ năm, đó là chứng khoán phái sinh. Chúng tôi không thể nói nhiều về chúng, nhưng nó chính là yếu tố chứa đựng trung tâm của vấn đề. Đó gần như một loại rủi ro không được biết đến. Tất cả những gì chúng ta biết về nó là khía cạnh tổng giá trị mệnh giá, thứ mà nếu phóng đại, nó có thể đạt gần 50.000 tỷ đô la tại Mỹ và có lẽ 60.000 tỷ đô la nữa ở nước ngoài, nhiều hơn tất cả các khoản nợ chịu lãi trên thế giới. Ngoài ra, chúng ta cũng biết rằng các ngân hàng lớn nhất định của Mỹ, ví dụ như Morgan Trade, Bank of America và Citibank, đều ở trung tâm của các thị trường chứng khoán phái sinh. Điều đáng lo ngại chính là mỗi ngân hàng này đều đang chịu mức rủi ro 100% hoặc hơn đối với số vốn của họ dành cho chứng khoán phái sinh, theo như OCC. Metrobank. Thưa Tổng thống, ngài biết đấy, tôi rất mừng là ông Johnston đã chỉ ra các rủi ro mà chúng ta phải đối mặt, bởi vì theo ý tôi thì việc làm này đã nhấn mạnh toàn bộ lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay. Hệ thống tài chính của chúng ta có thể sẽ không chịu đựng được nữa và do đó chúng ta không được cho phép một sự suy giảm nào nữa trong thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Nếu chúng ta không thực hiện các bước mạnh mẽ thì các loại rủi ro đang âm ỉ này rồi sẽ chiếm vị thế và khiến chúng ta ngày càng không thể kiểm soát được các thị trường, không chặn đứng được phản ứng thất bại dây chuyền. Nếu các thị trường cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp nhất gần đây, nếu nền kinh tế suy giảm chỉ thêm một quý nữa thôi, khi đó chúng ta sẽ chạm tới sức chịu đựng tối đa của cầu chì. Một hoặc nhiều quả bom sẽ nổ tung với những hệ lụy không thể đoán trước. Chúng ta phải ngắt chiếc cầu chì sắp nổ ngay bây giờ. Chúng ta phải tìm ra một cách mới, một cơ chế độc nhất để thúc đẩy thị trường cổ phiếu. Tổng thống, giả sử chúng ta tạm thời đóng cửa, năm 1987 chúng ta đã nghiêm túc cân nhắc về việc đó rồi. Chúng ta đã thật sự làm vậy sau vụ ngày 11 tháng 9. Chúng ta đã ngăn lại sự sụt giảm hồi đó và bây giờ chúng ta cũng có thể ngăn lại sự sụt giảm. SEC, chúng ta không thể làm như vậy. Tổng thống, tại sao không? SEC, vụ sụt giảm năm 1987 chỉ là một sự kiện kéo dài một vài ngày. Cơn sốc vụ ngày 11 tháng 9 là một sự kiện khách quan. Đó không phải là bản chất của con quái vật mà chúng ta đang phải xử lý hiện nay. Ở đây, con quái vật chúng ta đang phải xử lý là sự sụt giảm của thị trường cổ phiếu kéo dài nhiều năm rồi. Lý do căn bản để đóng cửa thị trường lúc này là gì? Lý do căn bản để mở lại là gì? Thật quá mơ hồ. Chúng ta phải có một sự sụt giảm một ngày như vậy thì mới có thể cân nhắc đến việc đóng cửa. Và đó chính xác là loại sụt giảm mà chúng ta phải đến đây ngày hôm nay để ngăn ngừa bằng mọi giá. Tổng thống, thế còn việc giảm tỷ lệ lãi suất? Chủ tịch Fed, chúng ta đã giảm lãi suất cơ bản của Fed xuống mức sàn, nhưng cũng không có tác dụng mấy. Thậm chí ngân hàng Nhật Bản đã giảm tỷ lệ lãi suất của họ xuống còn 0%, nhưng việc này cũng không có tác dụng mấy với họ. Tổng thống, chúng ta có nên cắt giảm thuế thêm không? Bộ trưởng Tài chính, không. Mức thâm hụt đã vượt tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, cứ mỗi đồng đô la cắt giảm thuế mà chúng ta dành cho công dân, chính quyền các bang lại phải áp dụng 1 hoặc 2 đồng tăng thuế. Kể cả trong tình huống tốt nhất, nó cũng chẳng thấm vào đâu đối với người đóng thuế cả. Tổng thống, vậy sao không tăng thêm tín dụng và nới lỏng tiền tệ? Chủ tịch Fed, việc đó cũng đã được thực hiện rồi. Tổng thống, vậy còn tạo điều kiện hơn cho các khoản thu được trên vốn thì sao? Bộ trưởng Tài chính, không, chúng ta rất cần doanh thu. Tổng thống, chuyển các quỹ an sinh xã hội sang cổ phiếu. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, việc đó đã được bàn thảo khi các cổ phiếu đang bùng nổ. Vì các lý do rõ ràng, việc làm đó giờ phải bỏ rồi vì cổ phiếu đang xuống. Tổng thống, được, cứ đánh gục từng gợi ý tôi đưa ra đi, tôi không lấy làm phiền đâu. Nhưng các vị là những chuyên gia, nếu những điều tôi đưa ra là không đúng, vậy hãy đưa ra cho tôi một lựa chọn. Và đừng có đưa ra cho tôi một giải pháp kiểu vũ khí yếu ớt mà có thể có một số tác dụng nhỏ giọt vào một ngày nào đó đấy. Thị trường cổ phiếu đang sụt giảm lúc này. Tất cả các rủi ro đáng sợ mà chúng ta được nghe đang tồn tại lúc này. Vì vậy tôi muốn một giải pháp kiểu đạn súng thần công, có tiềm năng tác động thật lớn ngay lúc này. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, tất cả chúng ta đều hiểu được mức độ cấp thiết của vấn đề, nhưng đây là một tình huống tiến thối lưỡng nan có thể được tóm gọn lại. ngài có hai lựa chọn cơ bản: hoặc cứu thị trường cổ phiếu hoặc cứu thị trường trái phiếu chính phủ. Ngài không thể làm cả hai cùng một lúc. Giả sử lựa chọn số 1, ngài cố gắng cứu thị trường cổ phiếu, kết quả ngài sẽ phá hủy hoàn toàn niềm tin trên toàn thế giới đối với chính phủ Mỹ. Đồng thời ngài cũng sẽ phá hoại toàn bộ thị trường trái phiếu chính phủ. Giả sử lựa chọn số 2, ngài không cứu thị trường cổ phiếu, kết quả thị trường cổ phiếu sụt giảm và ngài phá hoại toàn bộ nền kinh tế. Đó là các lựa chọn cho ngài: hoặc là giết thị trường trái phiếu, hoặc là giết chết nền kinh tế. Tổng thống: tôi đã nghe đủ những thứ như sẽ gây nguy hại nếu chúng ta làm thế này, sẽ gây nguy hại nếu chúng ta không làm thế kia. Thế các vị cho rằng chúng ta phải làm gì? Johnston: không gì cả. Tổng thống: ý anh là anh không biết. Ngài tổng thống không làm gì cả và chính phủ trung lập thị trường. Johnston: không, thưa ngài, tôi biết chính xác điều chúng ta nên làm trong tình huống này, không gì cả. Hãy giữ vững lập trường, hãy quay trở lại lịch sử và nhìn vào kinh nghiệm trong quá khứ. Mỗi hành động thô bạo lại tạo ra một phản ứng thị trường không mong muốn, và mỗi chu kỳ phản ứng lại hành động đó lại có các khoảng cách càng ngày càng ngắn hơn. Việc hạn định giá cả và tiền lương của Nixon đã oanh tạc và dẫn tới xảy ra lạm phát cực nhanh cùng lệnh cấm vận dầu mỏ của Ả Rập, các khoản thâm hụt ngân sách và việc nới lỏng tiền tệ của Tổng thống Ford là hành động mở đầu cho vụ sụp đổ đầu tiên của đồng đô la. Gói giải cứu thị trường trái phiếu của Carter năm 1980 đã gây ra đợt suy giảm đột ngột. Cuộc bơm tiền năm 1984 đến 1986 đã tạo ra thêm một vụ sụp đổ nữa của đồng đô la và vụ sụt giảm tồi tệ nhất trong lịch sử thị trường cổ phiếu. Clinton đã bãi bỏ quy định và việc làm đó đã giúp mở nút cho hoạt động đầu cơ cổ phiếu công nghệ lớn nhất trong lịch sử loài người. Giờ đây tất cả các khủng hoảng đó lại quy về một mối: chúng ta có khủng hoảng kế toán, khủng hoảng ngân sách, khủng hoảng suy giảm, khủng hoảng thị trường cổ phiếu, khủng hoảng trái phiếu, khủng hoảng phá sản, khủng hoảng đồng đô la, một cuộc khủng hoảng kiểu Brazil, khủng hoảng kiểu Argentina, khủng hoảng kiểu Nhật Bản. Tất cả xảy ra cùng một lúc. Bất kể kết quả xảy ra sao, ngài chỉ có một lựa chọn, và lựa chọn đó là hãy khoan hành động, không phải bởi vì sẽ có một bàn tay vô hình nào đó điều chỉnh được mọi thứ một cách thần kỳ, mà bởi vì vào chính lúc này, lựa chọn không hành động gì cả lại là quyết định khôn ngoan nhất mà một nhà lãnh đạo thật sự có thể thực hiện. Tổng thống: anh muốn một tổng thống không làm gì cả à? Johnston: không, nhưng ngay lúc này chúng ta cần một chính phủ trung lập thị trường. Hãy để thị trường ra quyết định, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tổng thống: anh đang đề xuất rằng chúng ta cứ để cho hàng triệu nhà đầu tư giật dây như là người điều khiển con rối, quyết định không chỉ những gì xảy ra trong nền kinh tế mà còn cả những gì Fed và Nhà Trắng có thể hoặc không thể làm à? Tôi không thể để điều đó xảy ra. Johnston: nhưng ngài đã làm rồi đấy thôi. Ngài đã mất kiểm soát đối với các thị trường. Chúng ta càng nói và làm nhiều, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Tổng thống: không, chúng ta cần hành động ngay bây giờ. Đó là sự sống hoặc cái chết đối với hàng triệu việc làm của mọi người. Làm sao chúng ta có thể chỉ ngồi đấy và chứng kiến màn trình diễn được? Metrobank: chúng tôi có một kế hoạch. Tổng thống: vậy à, hãy cho chúng tôi biết đi. Kế hoạch cứu trợ tài chính. Metrobank: như ngài đã biết, Metrobank và HarryJones đang nghiêm túc cân nhắc việc sát nhập. Điều ngài có thể còn chưa biết là chúng tôi cũng đã và đang bàn bạc về các vấn đề chính sách rộng hơn này và thảo luận về một số điểm giống với những gì chúng ta nêu lên ở đây hôm nay. Bỏ qua đoạn đầu, chúng tôi đã đi tới một đề xuất gồm 7 điểm. Tổng thống: xin mời cứ tiếp tục. Metrobank: Cục Dự trữ Liên bang tại New York đóng vai trò là nhà môi giới và nhà giao dịch cho chính phủ Liên bang Mỹ, có quyền mua các trái phiếu của các công ty tư nhân. Chính phủ có quyền làm cho giá trị trái phiếu của các hãng này gần với mức giá trị trái phiếu của chính phủ. Họ có quyền tạo ra tiền mặt và rót số tiền đó vào bất cứ đâu họ muốn. Tổng thống: tôi đồng ý, chúng ta có thể tạo ra tiền mặt. Metrobank: vâng, chúng ta có thể tạo ra tiền mặt với số lượng gần như là không giới hạn. Chúng ta có quyền lực đó, và do các mối đe dọa bên trong và bên ngoài mà đất nước đang phải đối mặt hiện nay, thì đây là lúc nên dùng tới quyền lực đó. Đó là cốt lõi kế hoạch của chúng tôi. Nhưng hãy để tôi nói chậm lại một chút và trình bày với ngài từng điểm một. Điểm 1. Ngài phải thưởng cho những người mua và phạt những người bán ngắn hạn trên thị trường cổ phiếu. Chúng tôi đề xuất rằng Cục Dự trữ Liên bang nên hạ thấp các yêu cầu dự trữ đối với việc mua các cổ phiếu phổ thông, khiến các nhà đầu tư dễ dàng vay trực tiếp từ các nhân viên môi giới của họ. Đồng thời, Fed cũng cần tăng lên các yêu cầu dự trữ đối với những người bán ngắn hạn, khiến họ gặp khó khăn khi vay tiền để dùng vào việc bán khống các thị trường, đất nước của chúng ta. Cục Dự trữ Liên bang có quyền lực này. Họ đã thay đổi các quy định về dự trữ khi cần, bây giờ là lúc lại cần thi hành quyền lực đó. Điểm 2. Cục Dự trữ Liên bang tại New York tham gia thị trường mở với mục đích hỗ trợ thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên, thay vì mua trực tiếp các cổ phiếu phổ thông, họ lại mua trái phiếu công ty. Đó là điểm mấu chốt. Việc làm này thực chất đã được thực hiện cùng sự tái thiết công ty tài chính trong thế kỷ trước. Luật pháp cũng nói rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm điều đó. Fed có thể làm điều đó. Fed có thể mua trái phiếu của hàng trăm công ty chính. Fed giữ các trái phiếu này trong danh mục của mình, và các công ty này nhận được tiền mặt. Điểm 3. Chúng tôi nhận ra đây là một bước rất bất bình thường, một sự gián đoạn truyền thống. Vì vậy, chúng tôi đoán rằng ngài sẽ cần tới một tấm lót về chính trị để làm cho kế hoạch này dễ được công chúng chấp nhận hơn. Thay vì việc chỉ mua trái phiếu của bất kỳ công ty nào, chính phủ sẽ chỉ mua trái phiếu của những công ty có khả năng giải trình sổ sách kế toán rõ ràng và hoặc giữ một vai trò quan trọng trong an ninh quốc gia. Chúng tôi đoán rằng đó có thể gần như là bất kỳ công ty nào ngài muốn. Nó mang lại cho ngài cái cớ, xin lỗi, sự linh hoạt mà ngài cần. Quan trọng nhất là nó cho phép chính phủ đầu tư tiền vào khối tư nhân và hỗ trợ thị trường cổ phiếu. Điểm 4. Fed mua các trái phiếu công ty với một điều kiện đơn giản: mỗi công ty phải ngay lập tức sử dụng ít nhất 75% số tiền đó để mua vào các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của họ. Ngài còn nhớ các vụ bỏ tiền ra để tạo lực đòn bẩy hồi những năm 1980 chứ? LPO. Khi các công ty thực hiện điều đó trên phạm vi lớn, họ vay tiền từ các ngân hàng và các nhà tài chính lớn, rồi họ dùng số tiền này để mua lại các cổ phiếu chủ sở hữu. Và ngài còn nhớ nó đã đẩy mạnh thị trường cổ phiếu lên như thế nào chứ? Vâng, đó chính là việc làm giống với những điều chúng tôi đang đề xuất. Có khác chăng là lần này phần lớn nguồn tiền đến từ chính phủ. Lần này chính phủ sẽ sắp đặt tất cả. Điểm 5. Ngài gặp vấn đề với các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta không muốn thấy hàng tỷ đô la được bơm vào thị trường cổ phiếu để rồi lại phải chứng kiến nó rò rỉ ra nước ngoài. Vì vậy, ngài nên thêm vào các thị trường hối đoái của chúng ta vài sự kiểm soát tiền tệ khác nhau. Hãy khiến người nước ngoài gặp khó khăn hơn trong việc chuyển đổi số tiền họ thu được từ bán cổ phiếu sang loại tiền tệ nước họ. Việc làm đó sẽ bịch lại sự rò rỉ đồng đô la một cách hiệu quả. Điểm 6. Như một phương pháp khẩn cấp tạm thời, Cục Dự trữ Liên bang cần phải xóa bỏ một số quy định về mức dự trữ ngân hàng. Điều đó có nghĩa là các ngân hàng sẽ có nhiều tiền hơn để cho vay và có thể thực hiện cho vay số tiền đó đối với các công ty. Để bích lại kẽ hở trên bảng cân đối kế toán, chúng tôi không muốn chính phủ là nhà cung cấp duy nhất các nguồn tiền mới. Metrobank và các tổ chức khác cũng muốn được giúp đỡ. Điểm cuối cùng, điểm 7. Nếu chính phủ đồng ý thực hiện tất cả hoặc hầu hết các đề xuất của chúng tôi sẽ đồng ý cắt giảm tỷ lệ lãi suất cơ bản của mình. Nó sẽ là phần kem trên chiếc bánh. Chủ tịch Fed: Không, tại sao anh lại phải làm theo cách không chính thống như thế, trong khi chúng ta có thể chỉ cần tiếp tục hành động theo quy trình chuẩn? Tại sao chúng ta không thể bổ sung các quỹ thanh khoản vào hệ thống ngân hàng? Các ngân hàng được khuyến khích cho các công ty có nhu cầu vay các quỹ đó. Việc làm đó có gì sai? Metrobank: Như vậy thì nhẹ quá. Thị trường cổ phiếu cần một mũi tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch, còn phương pháp truyền thống uống thuốc lại quá chậm. Chủ tịch Fed: Quá chậm, ý anh là gì vậy? Metrobank: Ý tôi là nó không có tác dụng, thưa Tổng thống. Tỷ lệ lãi suất đã giảm tới mức có thể. tiền cũng đã được bơm vào hệ thống ngân hàng ở mức kỷ lục. Liệu điều này đã khôi phục được niềm tin của các nhà đầu tư chưa? Chưa. Liệu điều này đã ngăn lại sự suy giảm của thị trường cổ phiếu chưa? Chưa. Do vậy, rõ ràng là phương pháp truyền thống có một vấn đề rất đơn giản. Nó không có tác dụng. Ngài phải có cách tiếp cận trực tiếp hơn, ngài phải mua các trái phiếu công ty. Và nếu việc này không có tác dụng, chúng ta cần đi xa hơn nữa. Ngài cần phải mua các cổ phiếu phổ thông. Chủ tịch Fed, chúng ta không được làm vậy. Chính phủ không được mua trái phiếu công ty. Chính phủ không được mua cổ phiếu phổ thông. Anh nghĩ là mình đang lừa phỉnh ai vậy? Cứ mỗi đồng đô la dùng để mua trái phiếu công ty, chính phủ lại phải vay thêm 1 đồng từ công chúng bằng cách phát hành các trái phiếu chính phủ. Nó chẳng có tác dụng gì hết. Các nhà đầu tư trái phiếu chính phủ sẽ thấy đó là thủ đoạn lừa gạt, một cách lẩn tránh mà chính phủ dùng để mua các cổ phiếu phổ thông gián tiếp. Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ cười vào mặt anh. Nó sẽ phản tác dụng, như là đã xảy ra đối với Nhật Bản vậy. Johnston, thưa các quý vị, tôi xin các quý vị hãy bình tĩnh, hãy đọc bản báo cáo các lợi ích từ khủng hoảng. Nó sẽ cho các vị thấy rằng ngài chủ tịch Fed không chỉ đúng trong ngắn hạn mà còn cả dài hạn. Metrobank và HarryJones rõ ràng là đang sợ bị giảm. HarryJones, từ đâu mà anh có ấn tượng ấy vậy? Johnston, ý tôi là tất cả chúng ta đều đang sợ một sự suy giảm, nhưng chúng ta không nên sợ một sự suy giảm. Chúng ta phải học cách chung sống với nó, hướng đến nó và để dành các nguồn lực của chúng ta cho cái ngày mà nó có thể thật sự mang lại lợi ích lớn. Vào lúc này, nó chỉ đơn thuần làm tổn thương trái phiếu chính phủ, làm tổn thương toàn bộ đất nước mà thôi. Metrobank, thưa ngài tổng thống, liệu chúng ta có muốn để dành hàng triệu việc làm, hàng vạn công ty kinh doanh và toàn bộ nền kinh tế đến lúc đó không? Hay chúng ta muốn thỏa mãn các nhà đầu tư trái phiếu chính phủ và các nhà đầu tư nước ngoài ngay bây giờ? Quyền lựa chọn là ở ngài. Tổng thống biết đó là việc làm đầy rủi ro, nhưng chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang và Bộ trưởng Tài chính còn lo sợ nhiều hơn. Nhưng Johnston đã đúng. Tất cả bọn họ, đặc biệt là tổng thống, đã cùng chia sẻ một nỗi lo sợ như nhau. Nỗi sợ thị trường cổ phiếu sẽ giảm đến mức nhấn chìm toàn bộ nước Mỹ xuống vực thẳm. Tổng thống nghiêng về kế hoạch của Metrobank, còn Bộ trưởng Tài chính có thái độ trung lập khác với tổng thống. Trong lúc đó, Chủ tịch Fed và Johnston càng nói nhiều về các rủi ro và mối nguy hiểm hơn. Tổng thống càng trở nên bị thuyết phục hơn về việc chính quyền và Fed cần thực hiện nhiều hành động hơn, chứ không phải ít hơn. Nếu có một lúc nào đó cần tới một trận chiến, thì đó chính là lúc này, ngài tổng thống tuyên bố với vẻ kiên quyết và can đảm. Trong suốt tuần tiếp theo, mặc dù một số đề xuất của Metrobank bị từ chối, chính quyền vẫn tiếp tục thực hiện các hành động theo đuổi phần cốt lõi của kế hoạch. Các áp lực lớn đối với vị chủ tịch Fed về việc hãy áp dụng thử chiến lược này, nhưng vị chủ tịch vẫn tiếp tục chống lại. Ông cứng rắn phản đối việc tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư vay tiền từ các nhân viên môi giới của họ. Ông thậm chí còn kịch liệt phản đối cả các đề xuất trái phiếu công ty. Tuy nhiên, trong cuộc gặp hàng tuần tiếp theo với chủ tịch Fed, Bộ trưởng Tài chính đã truyền đạt lại thông điệp từ tổng thống. Nếu Fed không hành động, tổng thống sẽ nhận được sự ủng hộ của Quốc hội trong việc hành động mà không cần đến Fed. Họ sẽ cung cấp toàn bộ nguồn tài chính lớn cho các công ty để các công ty này mua lại các cổ phiếu phổ thông của mình. Vị chủ tịch Fed cảm thấy việc này ngày càng tồi tệ. Ông tính toán rằng bất kể hoạt động của Fed được hình dung là yếu ớt như thế nào, ít nhất ông vẫn có thể giữ được tầm kiểm soát, ngăn ngừa sự hoàn toàn mất kiểm soát và giữ cho nó càng kín đáo càng tốt. Cuối cùng, ông dịu lại, ông chấp nhận hợp tác. Fed tiếp tục hoạt động gián tiếp giải cứu thị trường cổ phiếu, sử dụng việc mua trực tiếp trái phiếu công ty của chính phủ như một trong các phương tiện chính. Bằng cách này, các quỹ có thể được rót vào các công ty lớn và rồi các công ty này sẽ lại rót số vốn trở lại thị trường cổ phiếu, tạo thêm cầu về cổ phiếu và đẩy giá cổ phiếu lên. Do vậy, vài ngày sau, có tin đồn rằng Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang tại New York đang có kế hoạch mua vào các trái phiếu được phát hành bởi 14 trong số 30 công ty thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones, cộng thêm một danh sách dài hơn các trái phiếu nhỏ hơn. một hoạt động giải cứu có ảnh hưởng sâu rộng và chưa từng có trong tiền lệ, chưa từng được chứng kiến. Cũng có tin đồn rằng các công ty này sắp sửa thông báo các chương trình mua lại cổ phiếu khổng lồ. Tùy thuộc vào phản ứng của thị trường, các chương trình này có thể được mở rộng lớn hơn, thậm chí tới mức rộng hơn cả các trái phiếu công ty, gồm cả các trái phiếu cấp thấp và các trái phiếu của những công ty đang hấp hối. Phản ứng đầu tiên đến từ thị trường trái phiếu. Chương 20. Đợt tăng mạnh. Việc cắt giảm tỷ lệ lãi suất cơ bản chỉ là một chuyện đùa. Liệu có ích gì nếu các ngân hàng giảm tỷ lệ lãi suất nhưng lại không có tiền cho vay? Sự kiểm soát ngoại hối cũng nằm ngoài khả năng trở thành hiện thực và không bao giờ đạt được. Tuy vậy, những tin đồn Cục Dự trữ Liên bang tại New York sắp mua vào trái phiếu công ty của một số hãng được lựa chọn, có kế toán trong sạch, và cả trái phiếu của các hãng khác nữa, kể cả các trái phiếu cấp thấp, đã làm nổ ra một đợt tăng mạnh nhất trong lịch sử trái phiếu công ty. Đợt tăng này đã lan sang cả thị trường cổ phiếu. Chỉ số Dow Jones tăng tới hơn 500 điểm chỉ trong một ngày, và đợt tăng vẫn tiếp tục trong hàng tuần dù với tốc độ chậm hơn. Những lời reo hò vang dội khắp các khu vực đã bị thiệt hại của phố Wall. Một số cổ phiếu tăng gần 50% chỉ trong vài phiên giao dịch. Chỉ số Dow Jones tăng tới 1.400 điểm chỉ trong 5 phiên giao dịch. Một trái phiếu cấp thấp phát hành ở mức giá 62 đô la đã nhảy vọt lên 79 đô la chỉ trong vài giờ đồng hồ. Một loại trái phiếu khác thì tăng vọt 12 điểm và kết thúc ngày giao dịch với mức tăng thuần là 10 điểm. Các trái phiếu tiện ích công cộng, trái phiếu đô thị và thậm chí cả trái phiếu của các quốc gia thuộc thế giới thứ ba cũng tăng rất nhanh. Tuy nhiên, một vài ngày sau, giao dịch trên thị trường trái phiếu công ty đã chững lại. Nếu các nhà đầu tư gọi điện cho nhân viên môi giới, họ sẽ nhận được một đồ thị mức giá thị trường cao tới tận tầng bình lưu. Nhưng đó chỉ là sự bịa đặt mà thôi, gần như không có giao dịch ở mức cao như vậy, không có người mua. Đó là tín hiệu đầu tiên của tình trạng rắc rối. Tín hiệu tiếp theo của tình trạng rắc rối nằm trong thị trường trái phiếu chính phủ. Trong vài ngày đầu tiên, giá cả không biến động gì vì các nhà đầu tư còn đang cố gắng kiểm chứng các tin đồn. Sau đó, ngay khi họ nhận ra rằng chính phủ đang mua trái phiếu công ty bằng tiền của họ, họ bắt đầu bán tháo trái phiếu chính phủ mà họ đang sở hữu. Các công ty bảo hiểm nhân thọ đua nhau rút ngắn thời gian đáo hạn, bán ra các trái phiếu chính phủ dài hạn và mua vào các công cụ ngắn hạn. Các bộ phận tín thác ngân hàng quá tải, các đại lý chứng khoán chính phủ bán tháo các kho trái phiếu của họ hoặc vội vã bán ra các quyền chọn trái phiếu kho bạc như một cách phòng hộ. Các nhà quản lý quỹ đầu tư, các nhà quản lý quỹ phòng hộ, các nhà quản lý quỹ lương hưu, tất cả đều tranh nhau thoát ra khỏi trái phiếu chính phủ. Các nhà đầu tư nước ngoài thậm chí còn bán hăng hơn. Bất kể tình hình đang lạm phát hay giảm phát, họ vẫn muốn thoát ra. Giống như hồi đầu năm 1980, chẳng có người nào mua cả. Các đại lý thậm chí còn không thể bán được các lô nhỏ lẻ trái phiếu chính phủ. Đây là tin tức được truyền tải và đăng trên Internet vào cuối tuần đó. Các công ty có mức đánh giá thấp hoặc trung bình, hạ giá sâu được hưởng cái mà người ta gọi là đợt tăng mạnh nhất từng có. Nhưng còn các đại lý và các nhà giao dịch thì lại đang thận trọng theo dõi chênh lệch về giá chất lượng để tìm một số chỉ số của ảnh hưởng dài hạn hơn trong kế hoạch mới đây của Cục Dự trữ Liên bang. Mua vào trái phiếu công ty với hy vọng sẽ mang lại sự hỗ trợ cho thị trường cổ phiếu, kế hoạch mà trong những tuần gần đây đã tới gần sự sụp đổ do hệ quả của việc nhà đầu tư đã nhanh chóng mất niềm tin vào hệ thống tài chính và kế toán quốc gia. Tất cả thể hiện các lo ngại rằng điều đó sẽ khiến các đại lý chứng khoán chính phủ không có khả năng thực hiện các đợt phát hành nợ dài hạn hoặc trung hạn. Câu văn dài không có một sự ngắt nghỉ khiến các nhà đầu tư không hiểu gì cả, thậm chí một số người còn chẳng thèm đọc. 3 ngày sau, Bộ trưởng Tài chính, người vừa liên lạc với Chủ tịch Fed, đã gọi điện thoại cho Tổng thống. Không ổn rồi, lợi ích trong kế hoạch của chúng ta đối với thị trường cổ phiếu chỉ như một cơn mưa thoáng chốc trên đại dương mà thôi. Mặt khác, đối với thị trường trái phiếu chính phủ, nó lại như một quả bom khinh khí tiềm ẩn, chênh lệch giá về chất lượng cũng đang thu hẹp lại và theo chiều hướng xấu. Tổng thống không hiểu nhiều về chênh lệch giá về chất lượng. Các nguyên nhân và hậu quả của những thay đổi trong chênh lệch giá về chất lượng là gì? Tôi đang nói đến sự khác nhau giữa lợi tức của một trái phiếu kho bạc và một trái phiếu công ty. Một công ty lớn luôn phải trả nhiều hơn so với kho bạc khi vay tiền. Tiêu biểu độ khác nhau này là vào khoảng 1 điểm phần trăm tròn. Thế rồi, vài tháng trước đây, khi mối đe dọa về các vụ phá sản công ty lần đầu tiên được thấy rõ, lợi tức trái phiếu công ty mức trung bình đã tăng lên 2.25%, nhưng lợi tức trái phiếu chính phủ lại chỉ tăng 0.25%. Nói cách khác, chênh lệch giá về chất lượng đã tăng 2 điểm phần trăm tròn. Đó là một ánh đèn báo hiệu màu đỏ. Nó biểu lộ rằng niềm tin vào tất cả các công ty, bất kể là có mức tín nhiệm đến thế nào, đã bị sụp đổ. Nhưng đó là trước khi gói cứu trợ của chúng ta được công bố. Thế còn bây giờ thì điều ngược lại lại đang xảy ra. Lợi tức trái phiếu công ty giảm mạnh, còn lợi tức trái phiếu chính phủ lại tăng mạnh. Chênh lệch giá giữa chúng trước đây đã hẹp, nay lại thành ra không còn gì cả, một tín hiệu rất xấu. Bộ trưởng Tài chính cảm thấy mãn nguyện vì ông đã giải thích rất rõ ràng và dễ hiểu. À, vậy đó không phải là điều chúng ta đã nói rằng chúng ta muốn hay sao? Nâng thị trường trái phiếu công ty lên để nó đuổi kịp mức trái phiếu chính phủ. Vị bộ trưởng lắc đầu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không đổi để cảm giác thất vọng của ông về sự thiếu kiến thức thị trường trái phiếu của tổng thống không bị nhận ra qua điện thoại. Trước đây, ông đã vài lần cố gắng giải thích cho tổng thống hiểu về việc tỷ lệ lãi suất và giá cả chuyển động ngược chiều nhau thì luôn có cùng ý nghĩa như thế nào. Nhưng còn về chênh lệch giá, cho dù chuyển động cùng chiều nhau lại có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Làm thế nào có thể đơn giản hóa những thứ đó để tổng thống có thể hiểu được mà không cần phải có vẻ hạ mình như thế nhỉ? Tất nhiên, vị bộ trưởng không biết cách làm thế nào. Ông dành cả nửa tiếng đồng hồ sau đó để nhắc lại các sự kiện trên thị trường cho đến khi mà sau những nỗ lực đáng kể, cuối cùng tổng thống cũng đã hình dung được về thị trường trái phiếu trông gần giống như các đồ thị trong biểu đồ 20.1. Biểu đồ 20.1 sẽ được để trên màn hình. Giờ thì tôi hiểu rồi, cuối cùng tổng thống nói, chúng ta đã muốn nâng trái phiếu công ty lên bằng với mức trái phiếu chính phủ. Những gì đang diễn ra lại là ngược lại. Trái phiếu chính phủ lại đang giảm xuống bằng mức các công ty. Tóm lại, không phải chúng ta đang nâng họ lên mà là họ đang kéo chúng ta xuống. Đúng, thưa tổng thống, chúng ta đã cúi xuống, cúi hết cỡ để kéo họ ra khỏi vùng các lúng, nhưng họ lại kéo chúng ta xuống cùng họ, và bây giờ chúng ta cũng đang bị ngập trong đống các lúng ấy. Tổng thống suy nghĩ một lát trước khi nói tiếp. Câu hỏi là tại sao? Họ không tin là chúng ta rất nghiêm túc à? Tại sao chúng ta lại chưa khôi phục được niềm tin? Trong cuộc họp, mọi người đã nói rằng chúng ta có thể tạo ra tiền, rằng luật pháp cho chúng ta quyền rót số tiền này vào bất cứ đâu chúng ta muốn mà. Câu trả lời là chúng ta có thể tạo ra tiền, nhưng chúng ta không thể tạo ra tín dụng. Khác nhau ở chỗ nào? Tổng thống thắc mắc. Khác nhau rất lớn. Để tạo ra nhiều tiền hơn, tất cả những gì chúng ta phải làm là tăng tốc độ máy in tại xưởng đúc tiền. Và khi chúng ta áp dụng cách này, không ai hạ chúng ta xuống cả. Nhưng để tạo ra tín dụng, chúng ta phải thuyết phục các nhà đầu tư và các ngân hàng thực hiện các khoản cho vay. Và trong bối cảnh niềm tin đang bị giảm sút, tôi có thể đảm bảo với ngài rằng việc đó không hề dễ. Nếu dễ, chúng ta đã có thể cứu Bethlehem Steel, Enron, Kimas, Global Crossing, Workhome hoặc bất kỳ công ty khổng lồ nào khỏi bị phá sản rồi. Nhưng chúng ta đã không cứu được, với lý do chắc chắn hẳn hoi. Tổng thống trở nên mất kiên nhẫn. Vậy vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là ngài có thể tạo ra tiền, chứ không thể tạo ra niềm tin. Đối với tôi, nếu chúng ta càng mang lại cho họ nhiều tiền, họ càng có thêm niềm tin. Không, việc làm đó chỉ thuyết phục họ rằng chúng ta đã dùng tiền sai rồi, lại tiếp tục sai lầm thêm nữa, cũng sẽ như vậy với tiền của họ. Nhưng còn luật pháp thì sao? Luật pháp trao cho Cục Dự trữ Liên bang quyền mua các chứng khoán khối tư nhân trên giấy tờ. Nó không trao cho họ, tức chúng ta, quyền thật sự để tạo ra của cải kinh tế thật. Tại sao chúng ta không nhận ra điều này khi thảo luận kế hoạch cứu trợ Metrobank? Harris, có đấy chứ, nhưng ngài đã gạt chúng tôi sang một bên và chúng tôi đành chấp thuận. Chúng tôi đã hy vọng thị trường có thể nuốt trôi món đó, nhưng chúng tôi đã đánh giá quá thấp tính phức tạp của các nhà đầu tư Mỹ và nước ngoài. Tổng thống dường như vẫn còn bối rối. Anh nói rằng thị trường rất nhạy cảm. Anh nói rằng thị trường thông minh. Giờ thì tôi thấy rồi. Nhưng vẻ cáu kỉnh của vị bộ trưởng biểu lộ rõ hơn. Giả sử tôi là một nhà đầu tư nước ngoài và tôi sở hữu các trái phiếu kho bạc Mỹ. Điều này thể hiện rằng tôi tin vào chính phủ Mỹ. Tôi cho ngài vay tiền nhằm mục đích vận hành chính phủ của ngài. Giờ ngài lại mang tiền của tôi đi đưa cho một bên thứ ba, một công ty tư nhân. Vì vậy, tôi sẽ nói với ngài rằng, ngài đã làm gì thế và làm thế để làm gì? Nếu tôi muốn dùng số tiền đó để cho công ty đó vay, tôi đã có thể tự mình trực tiếp làm điều đó ngay từ đầu rồi. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi không làm vậy bởi vì tôi không tin công ty đó. Tôi tin ngài. Nhưng bây giờ tôi không thể tin ngài thêm nữa. Bây giờ ngài cũng chỉ là một người trong bọn họ thôi. Vậy là nhà đầu tư sẽ ngừng mua các trái phiếu của ngài, hoặc tệ hơn là bán tống bán tháo các trái phiếu chính phủ mà anh ta đang nắm giữ. Và khi đó chúng ta sẽ gặp rắc rối. Khi đó chúng ta không thể bán thêm các trái phiếu chính phủ nữa để thanh toán các khoản cũ đang tới hạn. Rồi chúng ta, chính phủ Mỹ, sẽ vỡ nợ. Tổng thống do dự trong giây lát trước khi đáp lại. Nhưng dường như là hàng giờ căng thẳng đang trôi qua. Rồi sao? Vị bộ trưởng không thể tin vào tay mình. Tổng thống của nước Mỹ đã coi nhẹ nguy cơ vỡ nợ của chính phủ, hoàn toàn coi nhẹ. Ông không thể kiềm chế nỗi thất vọng đang sụp sôi được nữa. Và ông cũng cảm thấy lo sợ. Thế ngài có muốn để cho toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa không? Ngài có muốn là người phải sa thải hàng trăm nghìn nhân viên của chính phủ vì lý do không thể tăng số tiền nhằm đáp ứng việc chi trả lương trong chính phủ không? Ngài có muốn là vị tổng thống cuối cùng của nước Mỹ không? Ngài có muốn đánh đổi một nền Cộng hòa non trẻ với một thể chế mới không? Ngài có muốn phá hủy tất cả chỉ bằng một cú thôi không? Giọng nói của vị bộ trưởng vỡ ra cùng cảm xúc, sự im lặng bao trùm. Tôi cảm kích tính chân thật trong cảm xúc của anh, nhưng anh đã hiểu sai tôi rồi. Thật ra, điều tôi nói là rồi sao, thể hiện với anh nỗi ngạc nhiên và sự không tin của mình rằng đất nước chúng ta lại có thể đến nỗi như anh vừa mô tả thật đột ngột. Trong những ngày tiếp theo, Tổng thống đã suy nghĩ nhiều về các lựa chọn của mình. Ông xem lại biên bản cuộc họp. Trong phòng ngủ, ông thậm chí còn dành thời gian đọc một bản báo cáo tuyệt mật về các mối nguy của sự suy giảm. Cuối cùng, trong một cuộc điện thoại lúc nửa đêm cho Bộ trưởng Tài chính, ông yêu cầu Bộ trưởng chuyển một thông điệp gấp tới Chủ tịch Fed. Hãy nói với ông ấy, một là vứt bỏ tất cả các trái phiếu công ty được mua tới giờ, hai là cam kết rằng chính phủ liên bang Mỹ, dù có quyền hợp pháp hay không, cũng sẽ không mua các chứng khoán của khối tư nhân, và ba là hứa hẹn sẽ luôn phân biệt giữa công ty và chính phủ. Về phần tôi sẽ bắt đầu thực hiện các hành động cần thiết để sửa chữa tình huống cực kỳ nguy hiểm này. Nhưng thưa Tổng thống, vị Bộ trưởng nói khẽ, chúng ta chưa bao giờ thực hiện mua vào các trái phiếu công ty đó. Chúng ta mới chỉ làm lộ ra thông tin về ý định sẽ mua thôi. Rủi ro và ngày càng rủi ro. Trong khi Bộ trưởng Tài chính vẫn còn đang tranh luận với Tổng thống về thị trường trái phiếu, Linda D. Diner lại đang phải đối mặt với một tranh luận tương tự với hai anh trai về thị trường cổ phiếu. Dựa vào niềm hy vọng về một cuộc cứu trợ toàn diện của Washington trên mọi mặt trận, và với sức đẩy từ một đợt tăng lớn trong thị trường cổ phiếu, những kẻ phao tin trên phố Wall lại vào cuộc. Thời điểm bây giờ là đáy thật sự rồi, họ nói. Bây giờ, thị trường tăng điểm đã thật sự trở lại rồi. Họ trống rã, hãy nắm lấy các mức giá trị không thể tin được. Đây là một đợt bán với giá hời nhất thế kỷ. Trong bối cảnh đó, hai người anh trai đã thúc giục cô quên hết các hối phiếu kho bạc vớ vẩn ấy đi. Hãy bán tháo các khoản đầu tư như chỉ số ngược hoặc hợp đồng quyền chọn. Hãy ngay lập tức nhảy trở lại thị trường bằng cả hai chân. Một loại cổ phiếu công nghệ sinh học đắt hàng đang thu hút sự quan tâm của họ và được khuyến nghị nên mua từ ba hãng trên phố Wall cùng hai chuyên gia độc lập nữa. Một loại cổ phiếu khác của một công ty dịch vụ chăm sóc được khuyến nghị từ hơn 15 chuyên gia. Họ đưa ra dự đoán về sự hồi phục kinh tế chắc chắn sẽ xảy ra của các nhà kinh tế được đánh giá cao, được hỗ trợ hoàn toàn bằng một kế hoạch mới của chính phủ. Họ kể bằng giọng ganh tị về những người bạn từng kiếm 30% với các cổ phiếu mà chỉ mới mấy tuần trước thôi chẳng ai muốn động đến. Cô đã cứng rắn phản đối, không, các anh vẫn chưa hiểu gì cả, thị trường vẫn đang đầy rủi ro và ngày càng rủi ro. Hãy để em tóm tắt lại cho các anh thấy nhé. Vẫn còn rủi ro nếu công ty đó nói dối trong các bản báo cáo và các kiểm toán viên không soi xét điểm đó. Vẫn còn rủi ro nếu phố Wall nói dối, phóng đại những dối trá đó của công ty, chưa kể đến các loại rủi ro luôn có trên thị trường cổ phiếu, suy giảm, lợi tức giảm và sự hoảng sợ của nhà đầu tư. Nhưng có mỗi em là người duy nhất nói như thế, người anh cả vặn lại. Có thể em là một trong số ít những người nói vậy, nhưng có nhiều người biết điều đó, các chuyên gia biết điều đó, các CEO biết điều đó, thậm chí cả SEC và tổng trưởng lý bang New York cũng đã cảnh báo điều đó. Các anh dường như đã quên rằng các chuyên gia đó cũng chính là những người từng không có manh mối gì về việc các cổ phiếu họ khuyến nghị cách đây vài năm giảm xuống thảm hại cả. Đó chính là những kẻ nhận được những khoản lương bẩn thỉu để thưởng cho việc họ đã đưa ra mức đánh giá nên mua đối với các cổ phiếu như Freeland, Global Crossing, Workhome, Lewson Technology. Đó chính là những kẻ đã trở nên giàu có trong khi chúng ta đã trắng tay với các thảm họa khác. Những cổ phiếu mà các sếp của họ cần bán ra, họ cũng chính là những người đã tiếp tục đưa ra mức đánh giá nên mua, ngay cả khi các cổ phiếu này đã suy giảm tới 90% rồi, thậm chí cả khi các công ty này đệ đơn xin phá sản. Chẳng có gì thay đổi hết. Em không thể tin được các anh lại vẫn còn tin vào họ. Giờ đây họ đang khắc phục tất cả những điều đó mà, không phải sao? Người anh thứ nói, ở chỗ nào? Anh hãy chỉ em xem. Vẫn chẳng có gì ngoài sự thổi phồng doanh số cả. Đó vẫn là trò mua chuộc của chính các công ty mà họ khuyến nghị. Anh không thấy à? Phố Wall sẽ rất sẵn lòng nói dối về các cổ phiếu mà họ đánh giá nếu nó mang lại lợi lộc cho họ. Giờ hãy nói với em xem, cô tiếp tục. Họ đang nói với chúng ta những điều kỳ cục gì mà họ thật sự nghĩ về nền kinh tế thế? Nền kinh tế sắp hồi phục, hoặc đây là khởi đầu của một thị trường đi lên mới. Cơ hội cho những gì họ nói với ta rằng họ tin tưởng lúc này là bao nhiêu? 1/1000, 1/1000, chẳng có gì thay đổi cả. Các dự đoán trung thực đều vẫn xấu đối với việc kinh doanh. Cô nói không ngừng, hãy nhìn vào lịch sử của họ xem. Cứ trước mỗi đợt suy giảm, họ lại vẽ ra một tương lai thật sáng lạng, khiến các anh thấy ló cả mắt. Sau đó, khi mọi thứ rõ ràng xấu đi, họ có thể hiện bất kỳ sự lo lắng nào không? Không, họ lên TV và dự đoán rằng sự điều chỉnh sẽ sớm kết thúc, rằng chúng ta nên mua thêm cổ phiếu. Và bây giờ thì sao? Bây giờ, hãy nhìn vào những gì họ đang nói. Họ nói chính phủ là vị cứu tinh tuyệt vời của chúng ta. Chính phủ sẽ giải quyết mọi vấn đề. Chính phủ sẽ thúc đẩy thị trường cổ phiếu lên cao hơn. Chính phủ bảo đảm rằng các nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận. Vậy khi nào thì chúng ta mới thật sự chạm đáy? Hai người anh hỏi. Khi nào họ đầu hàng và không dò tìm đáy nữa? Linda đã thuyết phục được các anh trai. Và nhờ có các hướng dẫn từ nhà tư vấn, cô đã thoát khỏi chỉ số ngược trước khi đợt tăng lấy lại số lợi nhuận cô đã kiếm được trước đó. Giờ đây, khi đợt tăng đã hết cao trào, cô đã sẵn sàng trở lại kiếm lời từ đợt sụt giảm tiếp theo. Ngày hôm sau, cô cũng nhận thấy đợt tăng thị trường cổ phiếu đã làm rẻ đi đáng kể mỗi hợp đồng quyền chọn bán mà cô từng quan tâm. Cô mua vào 4 hợp đồng loại này với thời gian còn lại là 2 tháng đối với cổ phiếu IBM với giá chỉ $1.25 trên cổ phiếu. Ngoài ra, cô còn mua vào một số hợp đồng quyền chọn dài hạn gọi là hợp đồng quyền chọn bán LEAPS trên một chỉ số chính của thị trường cổ phiếu. Cô cẩn thận xây dựng danh mục các hợp đồng quyền chọn bán của mình, trong đó bao gồm tất cả các loại dài hạn, ngắn hạn, cổ phiếu chỉ số, loại rất rẻ, một vài loại khá rẻ và một loại đắt tiền. Cô thậm chí còn thêm vào một vài loại cực kỳ rẻ. Cô biết rằng đó là một phát bán dài. Cô từng một lần bị mất $2.000 đối với loại này, nhưng dù sao đi nữa cô vẫn mua chúng. Cô biết rằng nếu thị trường tiếp tục tăng hoặc đi ngang thêm vài tháng nữa, các hợp đồng quyền chọn bán của cô có thể sẽ sụt giảm giá trị và cô có thể mất sạch. Nhưng nhờ có tài sản thừa kế nên khoản quỹ lương hưu và quỹ đại học vẫn được bảo đảm. Họ thậm chí còn để dành ra một khoản tiền đủ cho việc chăm sóc sức khỏe dài hạn cho ba mẹ của Rapien, những người đang chuyển tới Mỹ sống. Cô giới hạn số tiền dành cho các hợp đồng quyền chọn chỉ nằm trong khoản cô có thể chịu lỗ được mà không gây nguy hiểm cho các mục tiêu của cô. Hơn nữa, tổng số tiền đầu tư vào các hợp đồng quyền chọn là khá nhỏ so với số tiền cô đầu tư vào chỉ số ngược. Không, quỹ này không thể làm gấp đôi hoặc gấp 3 số tiền của cô trong vòng 60 ngày như so với các hợp đồng quyền chọn thắng cuộc. Cô hy vọng chỉ cần một mức lợi nhuận 20 hoặc 30% thôi. Nhưng đó là điều không nên xem thường, đặc biệt trong khi những người khác đang lỗ tới 20 hoặc 30%. Nếu thị trường lên cao hơn, cô đã có một kế hoạch thoát ra khỏi các chỉ số ngược để cắt lỗ. Cô không có kế hoạch thoát khỏi hợp đồng quyền chọn. Nếu chúng không thành công, cô chỉ cần vứt chúng đi giống như những tấm vé số cũ và quên chúng đi. Quan trọng hơn cả, một lượng tiền lớn của cô lại nằm trong các khoản đầu tư thủ cũ, hầu hết là quỹ thị trường tiền tệ chuyển về kho bạc, cộng thêm một số trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài hơn mà cô đã chọn để đạt mức lợi tức cao hơn. Trợ lý của cha cô, Oliver Dulles, đã cảnh báo cô không nên mua trái phiếu kỳ hạn dài hơn. Cô đã làm theo lời khuyên của ông, nhưng sau đó cô lại tìm thấy một số thông tin có vẻ trái ngược với quan điểm của ông. Trong bất kỳ trường hợp nào, cô vẫn thấy rằng mình cần có sự cân bằng. Việc giữ tất cả tiền trong thị trường tiền tệ ngắn hạn có vẻ không an toàn đối với cô. Cô không thể chịu được việc giữ tất cả tiền trong các khoản đầu tư có lợi tức thấp như vậy. Đối với các hối phiếu và trái phiếu có kỳ hạn dài hơn, trong trường hợp xấu nhất, cô tính rằng sẽ vẫn có thể giữ chúng cho tới lúc đáo hạn và nhận lại tất cả số tiền gốc. Cô có thể sống với các mức lợi tức thấp, đặc biệt từ khi giảm phát trở nên tồi tệ hơn và lạm phát mạnh dường như là không thể. Tôi rất vui, cô nói với Dulles tại một trong các buổi họp của cha cô. Gần như tất cả số tiền mặt của cô vẫn nằm ở ngay ngoài hiên nhà tôi. Khi tôi cần, chúng đã ở ngay đó dù mưa hay nắng. Linda đã có kế hoạch lớn cho số tiền đang nằm đó. Đó là nơi cô sẽ tới để tóm lấy các khoản mình cần khi các khoản hời thật sự đến. Ông cô từng có lần nói với cô rằng việc đầu tư vào thị trường cũng giống như lao vào cuộc chiến vậy. Hãy đầu tư số tiền quý giá của cháu như thể đó là 5 viên đạn cuối cùng để cứu lấy cuộc đời cháu. Đừng bắn cho tới khi cháu nhìn thấy tròng trắng trong mắt họ. Cô đã bỏ qua lời khuyên đó một lần khi làm theo hướng dẫn của Harris & John, nhưng may mà vẫn sống sót cùng những hậu quả. Cô sẽ không lặp lại sai lầm đó lần nữa. Khi hấp hối, ông cô cũng đã thì thầm một điều bí mật vào tai cô. Đừng tin vào truyền thuyết gia đình. Ông chưa bao giờ là người biết nhìn xa trông rộng hoặc là một thiên tài đầu tư như mọi người nói đâu. Thực tế, ông thật sự đã bị lỗ hàng tấn tiền cho những khoản đầu tư ngu ngốc trong những năm trẻ tuổi. Chương 21. Khoản gián đoạn. Thông thường trong thế giới của thị trường và kinh tế, mọi thứ không giảm liền một mạch, thường sẽ có cả những đợt khôi phục dưới dạng đường zigzag. Nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng biểu đồ giá, đôi khi các nhà đầu tư sẽ tìm thấy những thứ mà các nhà kỹ thuật gọi là khoảng gián đoạn. Khoảng trống giữa điểm kết thúc của một đường thẳng và điểm bắt đầu một đường thẳng khác trong biểu đồ. Khoảng gián đoạn thể hiện không có giao dịch thị trường trong khoảng thời gian đó, và giá đột ngột nhảy từ điểm này tới điểm khác. Đó chính là điều đã xảy ra với thị trường tài chính và toàn bộ nền kinh tế thế giới khi Fed bất ngờ hủy các kế hoạch mua trái phiếu công ty và hỗ trợ thị trường cổ phiếu. Có lúc cổ phiếu và trái phiếu dường như treo lơ lửng trên bờ vách núi, nhưng ngay sau đó chúng lại như thể lao xuống vực thẳm. Oliver Dulles và Paul E. Johnston ngày càng lo lắng khi chứng kiến phần nhiều các kịch bản sụt giảm của họ đã thành hiện thực. Có nhiều điểm khác nhau giữa các kịch bản và thực tế, nhưng có một khía cạnh chung có thể nhận ra rõ ràng: hầu hết mọi thứ đều đi xuống. Họ đã mời Tamara Bellman thảo luận cùng trong một bữa tối thân mật ở Chinatown. Rõ ràng chúng ta đang trong giai đoạn sụt giảm rồi, họ nói. Giờ thì các lợi ích nằm ở đâu? Cô không có câu trả lời ngay lập tức. Cuối cùng, sau nhiều giờ thảo luận, tất cả họ đều thống nhất rằng thời điểm này vẫn còn sớm. Sự sụt giảm vẫn chưa kết thúc. Họ cần phải kiên nhẫn hơn. Họ cũng nhất trí rằng ít nhất cho tới lúc này, kịch bản ngắn nhưng khó chịu có vẻ đang chiếm ưu thế hơn. Chính phủ đã rút lại việc can thiệp trực tiếp. Dulles ngạc nhiên về điều này. Ông đã nghĩ rằng các nhà chính trị sẽ không bao giờ đứng ngoài. Họ luôn muốn lừa phỉnh và làm qua lo. còn Johnston thì không hề ngạc nhiên. Bản thân ông đã trải qua điều này rồi, dù với vi mô nhỏ hơn nhiều, ông đã rút ra bài học kinh nghiệm là bạn không thể lừa phỉnh số đông nhà đầu tư được lâu. Một khi họ nổi loạn, bạn sẽ phải đầu hàng. Giờ đây, hàng triệu người sở hữu trái phiếu, những người đã đầu tư vào chính phủ Mỹ đã nổi loạn và nói: hãy ngừng lại, đừng can thiệp, đừng cố chặn đường bằng những ngón tay bẩn thỉu của các người, hãy rửa sạch tay đi. Tôi quyết định là chúng ta không nên công bố bản báo cáo các lợi ích từ khủng hoảng vào lúc này, Johnston nói. Sao lại không chứ? Tamara hỏi, cố gắng ngăn lại việc hồi tưởng cảnh khó chịu tương tự hồi cô còn làm ở Harris. Paul, ông không hiểu là đã có bao nhiêu nỗ lực. Tôi biết, tôi luôn đứng về phía cô và các nhân viên mà. Tôi thấy được mồ hôi và nước mắt của mọi người trong bản báo cáo đó, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là gửi thông điệp đó cho các nhà lãnh đạo của chúng ta, mà các hậu quả của việc can thiệp thì còn tồi tệ hơn nhiều so với việc đứng ngoài, có phải không? Đúng vậy, nhưng giờ đây các nhà đầu tư trái phiếu trên toàn thế giới đang thực hiện nhiệm vụ đó thay chúng ta. Họ đang làm mọi thứ mà chúng ta định làm, và họ còn làm hiệu quả hơn so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Áp lực bán ra của họ còn nói được nhiều điều hơn so với các bản báo cáo, diễn thuyết hay bất cứ hành động nào khác. Ngoài ra, còn một lý do nữa giải thích tại sao tôi chưa muốn công bố bản báo cáo này ngay bây giờ. Lý do là gì? Cô hỏi, vẫn rất đổi thất vọng. Tôi e rằng bản báo cáo sẽ bị hiểu nhầm. Tại phòng bầu dục, cứ mỗi lần tôi định đưa ra những điểm chính thì điều đó chỉ như thúc đẩy họ can thiệp để chấm dứt sự suy giảm. Họ chưa thấy được sự khác biệt giữa hai kịch bản chúng ta đưa ra. Tất cả những gì họ thấy là xuống, là giảm. Vì vậy, có ích gì khi chúng ta công bố bản báo cáo đó bây giờ? Họ đã nhận thấy họ đang rơi rồi, nhưng họ vẫn sợ, không dám nhìn xuống. Ý tôi là, nếu chúng ta công bố nó bây giờ, họ sẽ không thấy được niềm hy vọng. Tất cả những gì họ thấy là sự u ám, và họ sẽ chỉ sử dụng điều đó như một cái cớ để thực hiện một nỗ lực bơm giả tạo mọi thứ. Johnston hứa sẽ công bố bản báo cáo vào thời điểm trong tương lai, khi bầu không khí phù hợp, và cô đồng ý. Cùng lúc đó, cả ba người bắt đầu nhìn thấy niềm hy vọng ở nơi mà những người khác chẳng thấy gì ngoài những đám mây đen. Khi những người khác chỉ nhìn thấy thất bại của chính phủ trong việc ngăn chặn các đợt bán ra đang tăng, ba người họ lại nhìn thấy sự chiến thắng của các nhà đầu tư và trong dài hạn sẽ mang tính xây dựng. Khi mọi người thấy lạm phát là một mối đe dọa lớn, họ lại thấy đó là một quá trình dân chủ hóa bù đắp những khoản thiệt hại cho một số ít người. Trong khi hầu hết mọi người lo ngại về tốc độ suy giảm, họ lại sẵn sàng đón nhận. Họ tin rằng nếu cuộc khủng hoảng càng được kết thúc và đẩy lùi nhanh, càng có nhiều cơ hội tối thiểu hóa các thiệt hại xã hội. Họ duy trì một niềm tin tha thiết về một sự phục hồi lành mạnh, kể cả nếu kịch bản tồi tệ nhất có xảy ra. Tamara nhận xét về tốc độ suy giảm. Trong những năm trước đây, cô nói, mỗi đợt khủng hoảng then chốt dường như tách biệt hẳn với đợt khủng hoảng tiếp theo. Khủng hoảng tấn công châu Á vào năm 1997, nước Nga sụp đổ năm 1998, các cổ phiếu công nghệ bị phá sản lần đầu vào năm 2000, Argentina thất bại vào năm 2001, các thảm họa kiểm toán hầu hết diễn ra trong năm 2002. Tuy nhiên, giờ đây sau sự thừa nhận ngầm của chính phủ Mỹ rằng họ đã bất lực trong việc can thiệp vào thị trường cổ phiếu, thì dường như cùng lúc tất cả những con ma khủng hoảng lại quay lại săn lùng thị trường. Họ bàn luận về việc các nỗ lực của ngân hàng Nhật Bản khi hỗ trợ thị trường đã bị thất bại như thế nào, và một đợt khủng hoảng thứ hai ở châu Á đã diễn ra sao. Họ nói về tình trạng lộn xộn kinh tế ở Argentina, Brazil, Venezuela, cũng như việc chúng đang lan rộng sang các nước đang phát triển khác. Họ lo lắng về việc các ngân hàng lớn đã đánh cược vào các quốc gia đó thông qua các chứng khoán phái sinh có lực đòn bẩy cao. Họ lo ngại về các lĩnh vực trước đây được cho là an toàn nhưng giờ lại bị ảnh hưởng nhiều nhất: bất động sản, trái phiếu công ty cấp cao, trái phiếu cầm cố. Bất cứ ai bên ngoài nghe được cuộc trò chuyện của họ sẽ nghĩ rằng họ là những người luôn lo lắng và suy nghĩ bi quan, nhưng họ lại coi điều đó là lạc quan. Cuộc khủng hoảng không thể kéo dài mãi, nó sẽ kết thúc sớm thôi. Hãy nhìn xem những gì đang diễn ra với khối công ty, Dulles nói thêm. Mọi người còn nhớ vụ tất cả các công ty lớn bị thiếu hụt tiền mặt không? Còn nhớ họ đã trông mong sự cứu trợ của chính phủ thế nào không? Chật, giờ đây, nhiều công ty trong số đó đã phải vội vã đề đơn xin bảo vệ theo chương 11. Ý tôi là theo chương 7, luật phá sản của Mỹ. Điều đó nghĩa là thanh lý. Điều đó nghĩa là giảm bớt gánh nợ cho quan tòa. Điều đó nghĩa là rũ bỏ trách nhiệm cho các công ty mới nhanh chóng hơn. Thời gian trôi nhanh. Khái niệm khoảng gián đoạn được đưa ra vào đầu thế kỷ 21, một hiện tượng mà các nhà nghiên cứu lịch sử trong tương lai không bao giờ có thể hiểu được trọn vẹn. Thay đổi đến quá nhanh, một người quan sát nói, và những người tham gia quá bận rộn với việc cứu vớt các tài sản của họ hoặc tiết kiệm những gì còn lại nên có, rất ít người dành thời gian để ghi lại các sự kiện. Một số người nói rằng gia tốc của sự thay đổi quá lớn, thứ tự thông thường về nguyên nhân và kết quả dường như bị đảo ngược, một sự sai lệch về thời gian mà trong đó phản ứng đến trước hành động. Các nhà đầu tư bắt đầu bán ra các trái phiếu công ty khá lâu trước khi thông báo ngân hàng dự trữ quốc gia ở New York bãi bỏ kế hoạch của Metrobank, HarryJones được đưa ra. Cổ phiếu trong các công ty cụ thể thậm chí còn được bán tống bán tháo trước khi bản thân những người trong công ty nghe phong phanh về khả năng phá sản. Nhưng chẳng có sự đảo ngược bí ẩn nào về mặt thời gian cả. Đó chỉ là tin đồn đại mà trong đó thông tin mật bên trong thường hay bị rò rỉ ra ngoài rất nhanh và sau đó lan truyền nhanh như loại virus. Máy tính có tên là con sâu tình yêu. Bất kể nguyên nhân gì, có một điều chắc chắn là trong suốt khoảng gián đoạn, nền kinh tế vẫn đang trong một quá trình biến đổi nhanh về cấu trúc. Tuy nhiên, các nhà kinh tế vẫn chưa sẵn sàng cho điều này. Tất cả các mô hình máy tính của họ đều giả định về một hệ thống kinh tế vận hành trôi chảy và không thay đổi cấu trúc. Họ không có cách nào chặn lại các sự kiện thê thảm như các vụ thất bại của công ty hoặc thậm chí là các vụ sụp đổ trong thị trường cổ phiếu. Thực tế về định nghĩa, các chương trình máy tính của họ giả định rằng không thể có thất bại về công nghệ, không có suy giảm về viễn thông, không có các vụ vỡ nợ của các quốc gia lớn, không có các cuộc bùng nổ về chứng khoán phái sinh, không có các vụ thất bại lớn của ngân hàng Nhật Bản, không có bất kỳ thảm họa bất thường nào. Nhưng rõ ràng, các sự kiện này đã và đang xảy ra với mức độ thường xuyên hơn. Tamara Bellman giải thích hiện tượng này cho Linda D. Diner trong một buổi tiệc cốc tay tại câu lạc bộ báo chí. Linda nghĩ về điều này một lát, sau đó đáp lại. Khi chị bơm một quả bóng, nó sẽ phình to ra. Nếu đo lượng không khí bơm vào, chị có thể đoán được quả bóng sẽ to ra bao nhiêu. Đúng, và đây là điều tôi nghĩ các nhà kinh tế đã làm với mô hình dự đoán của họ. Nhưng để đoán được khi nào quả bóng sẽ nổ và giải thích trong nó sẽ như thế nào vào khoảnh khắc tiếp theo lại hoàn toàn là một vấn đề khác. Chị không biết cách làm điều đó. Các kiến thức của chị, của chúng ta và việc áp dụng toán học đơn giản chưa đạt tới mức ấy. Tamara gật đầu đồng ý nhưng bắt đầu bảo vệ luận điểm của bản báo cáo. Đừng hiểu nhầm ý tôi luôn ủng hộ chị và bản báo cáo của chị, Linda đáp. Tôi đã ủng hộ chị kể từ ngày cuối tuần bận rộn đó, khi Dulles gọi tôi đến kiểm tra số liệu thực trong các bản biểu. Lúc này không phải là tôi đang thử thách chị đâu, tôi thậm chí cũng không thử thách các chuyên gia kinh tế. Tất cả những gì tôi muốn nói là chúng ta cần phải khiêm tốn và nhận ra rằng tương lai khó dự đoán hơn chúng ta tưởng. Chị rất thực tế và chính xác, giờ chị lại có vẻ triết học nữa. Được, để tôi định nghĩa chính xác hơn cho chị nhé. Hành vi của các quá trình liên tiếp như sự phình to của quả bóng hoặc của nền kinh tế có thể được biết thông qua cách sử dụng toán học nghiên cứu hệ số các biến được phát minh từ hơn 300 năm trước, nhưng không may là không có ai từng phát minh ra một dạng toán học có hiệu quả tương đương để giải thích và dự đoán hiện tượng ngắt quãng như chúng ta đang trải nghiệm hiện nay. Như là các kịch bản của chị vậy, chúng ta không có cách nào biết được kết cục sẽ như thế nào. Tamara cảm thấy hơi bực bội, cô ngang ngạnh nhìn Linda, người phụ nữ đeo kính với vóc người cao và mảnh mai. Vậy không phải là vẫn có niềm hy vọng trong cơn bỉ cực đó sao? Không phải là chúng mang lại cho chúng ta nhiều sự tự do hướng tới các sự kiện hơn, giúp chúng ta có thêm đòn bẩy để phát huy ảnh hưởng của mình vào đúng thời điểm sao? Kêu gọi sự tạm ngừng. Các vụ phá sản diễn ra nhiều như vũ bão và giờ đây nhiều công ty phải đối mặt với ngày tận thế. Công ty nào có thể giải quyết những khó khăn của mình, công ty nào không? Công ty nào vẫn hoạt động, công ty nào sẽ phá sản? Lúc đầu các câu hỏi này chỉ được đặt ra đối với hệ thống các công ty dotcom, các công ty công nghệ và các công ty cổ phiếu cấp cao. Giờ đây, chúng được đặt ra cho cả các cá nhân, các nhà bán lẻ, các nhà sản xuất, các công ty thuộc ngành phục vụ công cộng, các ngân hàng, các bảo hiểm, các hãng môi giới, các trường đại học, các hiệp hội, chính quyền thành phố, chính quyền bang và thậm chí cả chính quyền các quốc gia lớn. Câu trả lời không liên quan gì tới tốc độ hoặc quyền lực của các công ty hay cá nhân. Thay vào đó, việc tồn tại hay không phụ thuộc lớn vào lượng tiền mặt và vốn mà công ty hoặc tổ chức đó đã gây dựng được trước đây khi xảy ra các giai đoạn khốc liệt của cuộc khủng hoảng, và sự mau lẹ của hành động bảo vệ từ lúc đó trở đi. Cái gì đã gây ra điều này? Chủ tịch của một trong nhiều cuộc họp khẩn hỏi đang có quá nhiều vụ cháy, một người đáp lại, chẳng ai còn có thời gian để tìm hiểu nguyên nhân nữa. Nền kinh tế Mỹ cần có một thời gian nghỉ ngơi, một thời gian để ngẫm nghĩ và tìm cách tạm ngừng, một sự ngừng bắn trong một loạt các vụ ném bom. Đối tượng đầu tiên cảm thấy sự cần thiết đó là các công ty công nghệ, rồi đến các công ty thuộc chỉ số Dow Jones, rồi các hãng lớn trên phố Wall đang chịu sự công kích của khách hàng, rồi đến các ngân hàng thương mại lớn vì những người gửi tiền nhiều rút mạnh các khoản chứng chỉ ký thác không được bảo hiểm, và cuối cùng là các hãng bảo hiểm nhân thọ lớn vì những người mua bảo hiểm cũng bắt đầu rút tiền khỏi chương trình này. Trong khi thị trường cổ phiếu giảm xuống mức thấp hơn cả các lần trước, hàng triệu hộ gia đình không còn khả năng thanh toán mức tối thiểu cho thẻ tín dụng nữa. Ngày càng ít người có thể thanh toán khoản vay thế chấp lần 1 và lần 2, loại nợ lớn nhất của đất nước. Kết quả là tỷ lệ nợ thế chấp không trả đúng kỳ hạn tăng lên mức rất cao, mà sau này được gọi là ngưỡng vô lý, tức ở mức không thể có được theo quy luật tự nhiên để có thể thiết lập các hợp đồng, các lệnh và điều khoản các loại. Các đại lý dịch vụ thế chấp có thể trả lời tất cả các phàn nàn. Làm thế nào họ có thể làm thủ tục kiện tất cả những người vỡ nợ? Tiêu chí mới mà các ngân hàng dùng để lựa chọn các trường hợp truy tố và trường hợp nào được coi là các khoản lỗ, các bản kê thẻ tín dụng cầm cố, các thông báo siết nợ và tất cả các loại giấy tờ khác trở nên quá nhiều và đòi hỏi phải làm nhiều việc. Điều quan trọng nhất là liệu các ngân hàng và các cơ quan chính phủ đã phát hành trái phiếu thế chấp được bảo đảm có thanh toán cho các nhà đầu tư không? Tất cả những điều này được gọi là tình huống vô lý. Một động thái cơ bản được thực hiện, các cuộc họp bên ngoài các phòng kín được tổ chức trên toàn đất nước đã tạo ra khái niệm thời kỳ hoãn nợ. Lúc đầu, nó chỉ được nói nhỏ, nhưng chẳng bao lâu, nó được nói công khai như một trong những nhu cầu công chúng có hại nhất của thế kỷ 21. Thời kỳ hoãn nợ thể hiện một dạng cứu trợ toàn cầu, hoãn các khoản thanh toán nợ. Tại thung lũng Silicon của California, thung lũng Silicon ở New York và các trung tâm công nghệ cao trên thế giới khác, các công ty hàng đầu kêu gọi một hiến pháp hỗ trợ công nghệ cao đặc biệt, giống như sự hỗ trợ nghiên cứu và phát triển của Bộ Công Thương Nhật Bản vào những năm 1970-1980. Đồng thời họ muốn được giãn nợ các khoản cho vay của chính phủ hoặc các khoản cho vay của ngân hàng được chính phủ bảo đảm. Tại Hartford, Connecticut và các trung tâm bảo hiểm khác của Mỹ, các nhà bảo hiểm kiến nghị các ủy viên của hội đồng bang thực hiện đóng băng cho vay chính sách nhằm ngăn chặn sự tan rã về khả năng thanh toán bằng tiền mặt. Trong khi đó, nhiều ngân hàng lại mong muốn tạm ngừng các khoản rút tiền như cách duy nhất để họ vẫn có thể mở cửa. Các nhu cầu mạnh nhất về thời kỳ hoãn nợ đến từ một số công ty lớn. Họ dùng cụm từ đóng băng nợ với lập luận rằng chỉ khi có thể làm gì đó để làm giảm sự khan hiếm tiền mặt thanh toán nợ, việc kinh doanh mới có cơ hội cải thiện. Họ cũng hy vọng điều này sẽ được liên kết với một sự hoãn thanh toán tín dụng thương mại và lãi suất để họ không phải đệ đơn xin phá sản và hầu tòa. Cục Dự trữ Liên bang đáp lại bằng sự phản đối kịch liệt. Đáng lẽ phải đối mặt với hiện thực về khả năng không trả được nợ của mình, thì những gì mà các hãng này đang đòi hỏi lại chính là một loại phá sản chung dưới một cái tên khác. Họ muốn chúng ta bằng cách nào đó ngưng lại, trì hoãn hoặc thậm chí bãi bỏ, như là phép thần vậy, tất cả các khoản họ đang nợ. Như thường lệ, họ đã quên một thứ trong sổ cái kế toán các nhà tín dụng. Cứ mỗi một hãng được hưởng sự tạm ngừng thanh toán đó thì một hãng khác bên sở hữu tiền lại bị nhấn sâu xuống hố vì mỗi hãng đều vay từ chỗ này để trả chỗ kia, cho nên các vụ vỡ nợ chung sẽ lan từ một khu vực thành một phản ứng dây chuyền phá sản. Theo một CEO, mức đáy sẽ không ra khỏi thị trường của chúng ta, mà là thị trường của chúng ta phải ra khỏi mức đáy, và chúng ta vẫn đang cố gắng tìm ra nó. Tình trạng hiện tại của chúng ta giống như một con tàu lạc hướng ngoài biển. Chúng ta đã hết nhiên liệu, tức tiền mặt, từ hàng tuần trước rồi, và lúc này chúng ta đang ném các đồ đạc trên bon tàu vào lò gọi là thanh toán nợ mà vẫn không có dấu hiệu gì của đất liền cả. Đoàn tàu ông ta đang nói tới chính là ngành năng lượng điện. Các công ty năng lượng California bị bao vây bởi một sự bãi bỏ quy định không cân xứng và một cuộc khủng hoảng năng lượng gay gắt hàng năm trước đây. Không phải là các công ty duy nhất, và bản chất của cuộc khủng hoảng cũng đang thay đổi. Nhiều khách hàng lớn của các công ty đã đóng hoặc giảm các tài khoản của họ, một số người trong họ bị phá sản. Hầu hết các công ty đang căng thẳng tài chính đều bị dồn vào bước đường cùng và phải xin trì hoãn các khoản thanh toán. Trong khi đó, các tài khoản lẻ, tức các hộ gia đình, cũng không có khả năng chi trả đúng kỳ hạn các khoản vay trả góp nhà. Thậm chí, ngay cả các hóa đơn tiền điện, các dịch vụ tiện ích công cộng về điện, cũng như các dịch vụ tiện ích công cộng khác đều lâm vào tình trạng giống như các ngân hàng và các công ty bảo hiểm, bị giảm sút nguồn tiền mặt vốn đang rất mỏng manh. Tỷ lệ thất bại của các ngân hàng đã giảm xuống gần bằng không vào cuối những năm 1990, nay lại tăng mạnh trở lại. Tỷ lệ lãi suất vốn đã giảm, giờ lại tăng. Mọi cặp mắt một lần nữa lại hướng về Washington để mong chờ giải pháp cho cuộc khủng hoảng.